ca cho đời. Mai đó người ơi, màn nhung khép lại đời tôi như người. Xin tri ân tấm lòng mộ điều, nguyện suốt đời ghi khắc trong tim. Anh đuốc hồng tràng pháo tay của bà con Phú Ninh dành cho đoàn diễn trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả, nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2022. Kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà yêu nước Phan Chu Trinh, ngày 9 tháng 9 năm 1872, ngày 9 tháng 9 năm 2022. Tối hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh phối hợp với Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Nghĩa tình quê hương do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty cổ phần giải trí Tuồng Cổ Huỳnh Long thực hiện. Đến tham dự chương trình nghệ thuật tối hôm nay, xin trân trọng kính giới thiệu. Về phía Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Đính, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía huyện Phú Ninh, xin trân trọng kính giới thiệu ông Vũ Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Ninh. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Phan Thanh Thám, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh. Xin trân trọng kính giới thiệu bà Lê Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cùng các phòng ban đoàn thể thuộc huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh. Về phía các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân, Hội đồng Hương Quảng Nam và những người con quê hương Phú Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính giới thiệu ông Ngô Mỹ, Giám đốc công ty An Thanh Trầm Hương, Trưởng ban tổ chức chuỗi sự kiện Nghĩa tình quê hương tại Quảng Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Từ Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Úc Aloha, nhà tài trợ chính của chuỗi chương trình Nghĩa tình quê hương. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Mai Văn Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu, nhà tài trợ chính cho đêm diễn của Phú Ninh. Và ngày hôm nay, với sự tham gia góp mặt của rất nhiều những nhà tài trợ, những tấm lòng xa quê hương hướng về Phú Ninh và đông đảo bà con Phú Ninh, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những người con xa quê luôn hướng về nguồn cội quê cha đất tổ, chia ngọt sẻ bùi. Trong những năm qua, các anh chị em, các nhà mạnh thường quân trong Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần với quê hương Quảng Nam nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng với những tình cảm cao quý nhất. Vừa qua, thông qua Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty quốc tế Á Châu cùng công ty cổ phần Thủy Hà đóng tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh một xe cứu thương nhằm tăng cường công tác phục vụ chuyên chở bệnh nhân. Và một lần nữa, chương trình biểu diễn nghệ thuật tối hôm nay lại là món quà tinh thần vô giá cho các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng công ty cổ phần giải trí Tuồng Cổ Huỳnh Long gửi tặng nhân dân huyện nhà. Thay lời cảm ơn của nhân dân trong huyện, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh có những bó hoa tươi thắm gửi tặng cho các đơn vị và nhà tài trợ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện sẽ cùng tiến lên phía trên sân khấu để trao những bông hoa tươi thắm tri ân Hội đồng Hương và ban tổ chức của chương trình. Và sau đây, em xin trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Đính, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo chương trình Nghĩa tình quê hương. Xin mời ông Ngô Mỹ, Giám đốc công ty An Thanh Trầm Hương, trưởng ban tổ chức chuỗi sự kiện Nghĩa tình quê hương tại Quảng Nam. Xin mời ông Từ Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Việt Úc Aloha, nhà tài trợ chính của chuỗi chương trình Nghĩa tình. Vâng, kính thưa quý khán giả thương mến, chương trình Nghĩa tình quê hương là một món ăn tinh thần vô cùng lớn mà ngày hôm nay bà con nhân dân huyện Phú Ninh được đón nhận từ ban tổ chức chương trình cũng như Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thay mặt huyện nhà, xin gửi những bó hoa tươi thắm đến ban tổ chức và Hội đồng Hương. Xin quý vị cùng cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, kính thưa quý vị,
Suốt hành trình chương trình nghệ thuật Nghĩa tình quê hương, không thể thiếu những đơn vị tài trợ đồng hành để chương trình được diễn ra trọn vẹn, mang món ăn tinh thần đến cho khán giả quê hương, khởi động không khí phấn khởi, vui tươi trở lại hoạt động bình thường sau thời gian dài chống dịch Covid-19. Và tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời ông Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên tặng hoa cho các đơn vị và nhà tài trợ. Và đầu kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Nghĩa tình quê hương không chỉ là một show nghệ thuật đặc sắc, mà ở chương trình cũng mang thông điệp về ý nghĩa tình yêu quê hương, xứ sở mà bất kỳ người con xa quê nào cũng luôn muốn hướng về nguồn cội. Đại dịch Covid-19 tạm thời lắng xuống, cũng là lúc nhịp sống bình thường trở lại với mọi nhà. Chương trình với sự góp mặt của hơn 60 ca sĩ, nghệ sĩ như Hoài Linh, Ngọc Sơn, Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Thanh Hằng, Ngân Tuấn, Lý Hùng, Tố My, Randy, Khánh Bình, Việt Trung, Bình Tinh, Thái Vinh cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Và trước khi đêm diễn bắt đầu ban tổ chức rất là mong muốn được nghe những tràng pháo tay rất lớn của quý bà con phụ nữ ạ. Vâng, kính thưa quý vị, những tràng pháo tay này sẽ là một động lực cho đoàn diễn ngày hôm nay thể hiện hết mình và mang những món ăn tinh thần đặc sắc đến với tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, chương trình nghệ thuật Nghĩa tình quê hương xin phép được bắt đầu. Xin hoan nghênh chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa tình quê hương. Chương trình do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh phối hợp cùng Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Lời nói đầu tiên xin cho phép Hoàng Đệ Nam được đến tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, vừa qua đầu chương trình quý vị đã được thưởng thức qua tiết mục mở màn với ca cảnh Tầm Phương Tơ, tác giả Thanh Liêm, qua phần biểu diễn của tập thể các nghệ sĩ đến từ đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Và đó cũng là lời tri ân sâu sắc nhất của các ca nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay đến tất cả quý vị lãnh đạo của địa phương cũng như các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình của chúng ta và gửi đến tất cả quý vị bà con tại huyện Phú Ninh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, không đợi quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay với phần góp mặt của một nữ nghệ sĩ là quán quân chương trình Sao Nói Ngôi 2016 và đồng thời cô cũng là trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Xin quý vị cùng đến với sự góp mặt của ngôi sao sân khấu, nữ nghệ sĩ Bình Tinh. Mạnh thường quân cùng ba con cô bác tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Dạ, và tiếp theo thì Tinh xin gửi đến cho tất cả quý vị một bài hát rất là dễ thương và mang âm hưởng miền Trung của chúng ta. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức bài hát của nhạc sĩ Tuyến Luân được mang tên Hương Sắc Miền Trung. Xin mời cùng lắng nghe. Dạ, cái không khí này là phải la làng la xóm lên rồi chứ không thể im lặng được bà con bên đây ơi. Đêm qua đúng trăng khiến nhau
bên dòng vừa xe qua cầu mới có hoa yêu nhau không còn lá trên đường còn nghe chắc cô lý giao duyên để con trai con gái như là lạc long quân và ổ cơ cháu con sông tiên. Dạ, và nhân dịp ngày hôm nay mình xin cầu chúc cho tất cả các quý vị lãnh đạo cũng như là chính quyền địa phương sở tại và các nhà mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng toàn thể bà con cô bác tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cùng với gia quyến luôn luôn được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và quan trọng là đêm nay đến với nghĩa tình quê hương, ngày mai ai cũng sẽ trúng số động đất và làm ăn phát tài. Miền Trung ơi hương lúa mới, dạ cảm ơn anh. Vừa xanh xanh cây trái phủ vàng, dù bao la rừng bao la. Trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long khi mà đến với huyện Phú Ninh này và ba mẹ con sanh con ra chắc bây giờ con mới biết Phú Ninh là gì. Và thật sự là bản thân con không có nghĩ là Phú Ninh lại dễ thương như vậy, đẹp như vậy, con người Phú Ninh đáng yêu như vậy và quan trọng là con trai Phú Ninh đẹp trai bà cố luôn. Và chắc chuyến này chắc con coi Má hai coi ổn thôi, cho con kiếm anh nào Phú Ninh con vớt về Sài Gòn luôn đi. Chứ tình hình này là không được rồi. Và xin cho con Bình Tinh được gửi lời tri ân sâu sắc đến ba hai Ngô Mỹ, má hai Túng Nguyễn, giám đốc Trầm Hương An Thanh là những vị ân nhân, những mạnh thường quân và luôn cả chú Từ Phước là các nhà mạnh thường quân chung tay góp công, góp của, góp sức để tạo nên một đêm nghĩa tình yêu thương tại nơi đây. Và bản thân con cũng không quên cảm ơn hội đồng hương tại Quảng Nam, anh Hà Văn Tự nè, anh Nam nè, chị Tiên nè, những người đã cực khổ đồng hành với đoàn Quỳnh Long từ những ngày đầu, những người nghệ sĩ trẻ, người non nghề như chúng con. Ra tới ngoài đây mọi thứ nó đều bỡ ngỡ và đều cảm thấy rất là lạc lõng. Nhưng mà bản thân những người nghệ sĩ chúng con không cảm thấy lạc lõng tí nào, vì đi đến đâu cũng được tình thương của bà con cô bác dành cho đoàn Quỳnh Long nói chung và bản thân từng người ca sĩ, nghệ sĩ nói riêng. Và cho Bình Tinh xin được gửi lời sâu sắc đến một người anh, một người anh mà từng những lời nói, từng những đôi mắt của anh luôn dõi theo đàn em, luôn dõi theo đoàn Quỳnh Long và những lời gửi gắm đến các nhà tài trợ, những người thực hiện chương trình và phối hợp cùng với sư phụ nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc để chăm sóc cho tất cả các em từng ngày và đến ngày hôm nay là đã là xuất diễn thứ 7, thứ 8 và mọi thứ đều diễn ra một cách thành công, đại thành công. Xin cho đoàn Quỳnh Long và bản thân em Bình Tinh gửi đến anh lời biết ơn chân thành nhất, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và thêm nữa là cho con xin được kính ơn toàn thể bà con cô bác tại huyện Phú Ninh
tiếp diễn có gì sơ sót thì kính mong quý vị thương tình bỏ qua. Và cho con xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại, các anh lực lượng chiến sĩ, các anh công an đẹp trai, tất cả các anh chị phục vụ thức ăn, đồ ăn cho nghệ sĩ, chăm sóc cho chúng em từ đằng sau sân khấu, tất cả các bộ môn, ánh sáng, âm thanh, hậu đèn vân vân. Dạ nói xong là quý vị cũng thấy mệt. Vì tại sao dạ làm lên một cái đêm diễn như vậy không phải là dễ. Và nghĩa tình quê hương đã đánh động vào tất cả trái tim của người dân miền Trung mà. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn mà Cho Bình Tinh xin được kính ơn miền Trung, nơi mà đã sinh ra những anh hùng, những chiến sĩ oai hùng để cho chúng ta có được đất nước nền tảng hạnh phúc như bây giờ. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn kinh điển ca ngợi hình tượng nữ anh hùng trân trắc được mang tên Tiếng Trống Mê Linh. Xin mời cùng lắng nghe. Yeah.
trường. Mãi mãi, mãi mãi, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phải là của chúng ta. Thật sự là hát bài này xong là con lớn hết nổi luôn rồi đó. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn rất là nhiều ngôi sao diễn viên Nam Thư ngày hôm nay đã ra đến đây và đồng hành với đoàn Quỳnh Long. Và hy vọng là một lát là sẽ được nghe nghệ sĩ Nam Thư hát hả? Yeah. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bản thân Bình Tinh thì rất là muốn được hát nữa. Nhưng mà hát tiếp nữa là 32 với chú Từ Phước là lên ẩm đi vô đó. Cho nên thôi bây giờ mình tự đi vô đi để mình đỡ mang nhục. Xin cảm ơn quý vị. Và xin chúc quý vị có một đêm xem chương trình thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần góp mặt của nữ nghệ sĩ Bình Tinh, trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã gửi đến quý vị những ca khúc thật hay mở màn chương trình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang trong những ngày của tháng 7, tháng của Phật giáo gọi là Vu Lan Báo Hiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc ngọt ngào nói về tình cha lòng mẹ qua tiếng hát của nam ca sĩ hải ngoại Brandy. Lần đầu tiên Randy xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Randy cũng như tạo điều kiện cho ban tổ chức về đây hát để chia sẻ cảm xúc cùng quê nhà. Và đặc biệt là cảm ơn anh chị Hai Mỹ đã nối kết Randy về đây. Randy là người con của xứ Quảng, cho nên khi mà mỗi lần đi theo đoàn thì Randy nói tôi nuôi tiếng Quảng thì nó ủa Randy nuôi tiếng Quảng hả? Cái nói là đúng rồi, ta người tiếng Quảng chứ nuôi tiếng chi mấy. Chữ cho ăn bèn pha tiếng, ta pha tầm bại tầm bọ, ta bị quán trách. Cảm ơn quý vị. Và không làm mất thời gian của quý vị, nhạc phẩm đầu tiên là một trong những sáng tác của Randy, được mang tựa đề Nơi Ấy Mẹ Mong. Nơi Ấy Mẹ Mong là một trong những sáng tác Randy sáng tác, nói lên tâm sự của những người con xa xứ và tâm sự của những người mẹ mỗi ngày đang trông con về. Và khi mà chúng ta cứ mãi mê với công việc, tranh đua với danh lợi, rồi có khi về, vội vã trở về, rồi vội vã ra đi, không dành thời gian nhiều cho mẹ cũng như không dành thời gian nhiều cho gia đình. Chính vì lẽ đó mà Randy có cảm xúc chia sẻ với cả nhà nhạc phẩm này. Xin mời quý vị cùng chia sẻ với Randy. Xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng buồn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn không thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng, tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mặt cây thương đời con về, chốn đô thành nhà ấm lạnh tâm. Về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng, nhớ tiền về mái ấm mẹ trong, tê tí tê vui truyền súng vầy, gia đình là tất cả. Về thu cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng tròn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Cảm ơn anh Hai. Anh Hai lên nói là hay quá, ba bài nghe. Em nghĩ chắc là ba bài hơi bị khó. Chương trình 10:30 kết thúc rồi.
Chắc lát về nhà em sẽ hát đặc biệt cho anh hai nghe nha anh hai. Em hát hai bài thôi. Hỏi mẹ bây giờ tóc vẫn xanh hay khổ vì con màu đã bạc, chẳng lời thở than oán trách đời, cầu nguyện trời mẹ sống bình yên. Tạm xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng buồn ngừng, tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhiêu thương chưa kịp tỏ bày, nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Âu ơ, ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng, tóc ngả màu bạc trắng như mây, tay mất tay thương đời con về, chốn đô thành nhà ông lạnh thấm. Về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm mẹ chồng, tê tí tê vui truyền xuống vầy, gia đình là tất cả. Cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng tròn hóa lòng, tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Xin cảm ơn quý vị. Và nhạc phẩm thứ hai cũng là một trong những sáng tác của Randy. Bài này thì tâm sự của Randy nó dày xé Randy nhiều hơn là cái bài Nơi ấy mẹ mong. Bài Nơi ấy mẹ mong cũng là một cái sự khao khát tìm về quê của Randy. Nhưng mà Randy đồng cảm với những người con xa xứ cũng như đồng cảm với những người mẹ. Nhưng riêng bài mẹ thì có chút xíu gì cá nhân. Nhưng mà bài này là được một trong những bài được quý vị đồng cảm nhất. Ông bà ta có câu, có cha, có mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đường đứt dây. Xin chúc cho những ai đang còn trong vòng tay của mẹ. Và xin chia buồn với những ai đồng cảm với ca khúc này. Xin mời cả nhà cùng chia sẻ với Randy. Con buồn nhớ mẹ
nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau đau đớn cùng xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Ôi, không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mầu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra lúc con còn bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Mẹ đâu rồi, mẹ hiền yêu dấu, biết có ngày được gặp mẹ chăng? Chưa bao giờ thấy hình bóng mẹ, dù chỉ là một thoáng trong mơ. Số phận con đọa đầy đen tối, sao sướt buồn tối phận. Mẹ ơi cảm ơn anh, thân quê gầy suốt đời nhớ mẹ, thiếu lời ru tiếng hát ngọt ngào. Ôi, không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mầu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn hơn. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn phần góp mặt của nam ca sĩ Randy rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, có thể nói là trong chuỗi hoạt động với chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa tình quê hương do Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tại tỉnh Quảng Nam thực hiện, thì đoàn cải lương Tuồng Cổ Huỳnh Long cũng như tất cả các ca nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đều rất hạnh phúc và ấm áp trong mọi đêm diễn khi nhận được sự yêu thương của tất cả quý vị đại biểu cũng như tất cả bà con tại địa phương. Và mong rằng trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một bữa tiệc nghệ thuật
thật hoành tráng và nhiều màu sắc. Và những tràng vỗ tay của tất cả quý vị sẽ là nguồn động lực cho tất cả các ca nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Xin cảm ơn bà con tại Phú Ninh rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chia tay với tiếng hát của nam ca sĩ Randy thì ngay bây giờ Hoàng Lê Nam xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị một gương mặt tài tử điện ảnh mà vào những năm thập niên 90 anh được săn đón rất là nhiều trên các màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh rộng. Và khi anh xuất hiện nơi đâu, khán giả đều rất yêu mến, và đặc biệt là khán giả nữ, bởi anh rất là đẹp trai, kính thưa quý vị. Và anh tham gia rất là nhiều phim, và hai phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng quý vị, đó là phim Tây Sơn Hào Kiệt và Phạm Công Quốc Hoa. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với sự góp mặt đặc biệt của ngôi sao điện ảnh nam ca sĩ Lý Hùng. Xin cảm ơn. Bà con huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khỏe không? Khỏe không? Còn nhỏ quá, khỏe không? Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, lâu lắm rồi Lý Hùng đến tỉnh Quảng Nam, và Lý Hùng đến Quảng Nam ở Phú Ninh mình nhiều lần, gặp anh Bí Thư Thẩm, một lãnh đạo rất là yêu thương và hướng về quê hương lo cho bà con mình. Và hôm nay Lý Hùng đến đây, trước hết là biểu diễn, Lý Hùng xin cảm ơn lãnh đạo của tỉnh huyện Phú Ninh là đã tạo điều kiện cho đoàn về đây phục vụ. Cảm ơn anh Hai Mỹ, chị Tú Nguyễn, những người là tổ chức chương trình rất là đặc biệt, đi xuyên suốt. Có anh Tự và anh Nam nữa, cũng như người đồng hành rất chu đáo cho đoàn. Và đặc biệt là chương trình thành công hôm nay thì có những nhà tài trợ cũng là đồng hành cùng với chương trình đó, anh Từ Phước, đặc biệt là một người em trai rất là thân thương của Lý Hùng, nhưng em kết nghĩa, đó là anh Mai Văn Thuận, quê hương lớn lên sinh ra ở đây và về Sài Gòn lập nghiệp. Như hồi nãy giới thiệu rồi, là ông chủ của nón bảo hiểm ACA cũng như là tập đoàn Group Á Châu. Và hôm nay cũng là Lý Hùng về đây và cũng lúc nào cũng hướng về quê hương. Hội đồng hương Quảng Nam là anh em lúc nào cũng góp tiền về ủng hộ cho quê hương. Đặc biệt có ông Trần Ngọc Đính nữa đó, một em cũng rất là dễ thương, thân thương. Hôm nay phó chủ tịch của Hội đồng hương Việt Nam Quảng Nam, và hôm nay rất là ý nghĩa không biết gì hơn. Lý Hùng chúc cho lãnh đạo, chúc cho nhà anh, những anh chị tổ chức, chúc cho quý vị đại biểu, những nhà hảo tâm, bà con cô bác mình ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ Lý Hùng xin hỏi bà con mình, tối hôm nay là chương trình hay lắm, anh Ngô Mỹ, anh Nai, anh tổ chức hay lắm. Bây giờ quý vị thích Lý Hùng hát nhạc vui nhạc buồn nào? Vui hay buồn à? Còn nhỏ quá, vui hay buồn à? Ok, rồi hôm nay chương trình sẽ có buồn, có vui, có cải lương, ca cổ, hồ quảng hay lắm. Lý Hùng sát nhạc vui ra đầu tiên, nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn được mang tên Về Đêm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức, xin cảm ơn. Hôm nay ông trời đãi tụi mình anh Hai ha. Anh Hẩm à, trời không mưa. Sợ quá. Đúng không em Thuận? Quý vị ơi, vỗ tay lên nè. Các anh chị các bạn ơi, các anh chị các bạn ơi, vỗ tay lên lên. Và mùa đông lạnh lùng buốt xa, nỗi cô đơn riêng mình anh. Và mùa đông một trời trăng xoa, cho tâm tư mong hết ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình tan lỡ, vẫn mong cho bóng người khói về. Về để em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mong mơ. Về để em một trời thương nhớ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc, chắc em không nỡ lòng ra đi. Mà con giơ tay cao lên nè. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời thân ái, mình hãy sống buồn nơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Bà con cô bác ơi, ở huyện Phú Ninh ơi, tối hôm nay tổ chức chương trình văn nghệ tại quê hương mình, bà con có vui không?
có vui không? Vui vỗ tay lớn lên. Hey. Bên đây sung quá, bên đây xì quá. Vỗ tay. Dạ, cảm ơn. Chính giữa nè bà con ơi, giơ tay cao lên nè. Rồi Lưu Hùng thấy điện thoại rất nhiều nè, mở đèn flash lên nè. Mở đèn flash lên, go. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mong mơ. Về đây em một trời thương nhớ, sẽ cho ta những kỷ niệm. Cảm ơn người đẹp. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình xa, chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buôn lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết. Yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buôn lời thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Xin cảm ơn anh Hai ơi, hôm nay về chỗ anh Thẩm vui quá. Xong, vui quá Thuận ơi. Bây giờ bà con ơi, vui nữa hay buồn à? Lớn à, vui hay buồn à? Vui vừa vừa hay tưng tưng? Tưng tưng luôn rồi. Hôm nay Lý Hùng xét cái khúc này, Lý Hùng xuống hát cho bà con được không? Được không? Rồi, một cái khúc này cho bộ phim luôn. Bộ phim Người Nhà Quê. Cái khúc rất là vui tươi. Chúc cho những cặp tình nhân, vợ chồng hạnh phúc, lạc quan, yêu đời. Mà trước khi ca, Lý Hùng nhớ nè, đưa micro xuống bà con mình hát cùng Lý Hùng được không? Nghe thử hát theo nha, nghe thử nha. Nghe thử câu này dễ lắm nè. Ô ô ô ô. Nghe chưa? Ô ô ô ô. Thử bà con. Ủa gì vậy? Làm lại nè. Ô ô ô ô. Rồi hay quá, bên đây chưa nghe nè. Ô ô ô ô. Nhỏ quá. Ô ô ô ô. Ok rồi, ca khúc của nhạc sĩ Vũ Việt mang tên Yêu Đời Nhé Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức, xin mời. Bà con ơi, chúng ta vỗ tay liều nhạc ha. Lý Hùng à, các anh chị, các bạn ơi, các bạn ơi, ở bên đây sung quá nè, chứ giữa sung quá nào, các bạn ơi. Người yêu em ơi, em chớ nên buồn nhé em. Người yêu em ơi, em chớ nên sầu nhé em. Vì anh lòng mãi yêu em, và anh nghĩ cho mai sao mai không đổi thay. Tình yêu ta trao hôm nào vẫn còn ấm êm, và em như ngôi sao kia trên trời sáng soi. Từng đêm còn mãi lắm lắm đời vui tình vẫn mãi. À ơi người yêu dấu cả lớp nha. Một đời còn biết bao ngày mới, một đời còn biết bao ngày vui. Này vui thì dấu yêu của anh, em ơi em có hay chăng? Anh yêu em yêu đắm say, ca lớn lên à! Tình là tình vẫn yêu người mãi, tình là tình vẫn yêu người thôi. Này vui thì dấu yêu của anh, ta yêu nhau yêu nữa đi, ta yêu nhau yêu suốt đời. Và cái khúc này luôn đặc biệt tặng cho những cặp vợ chồng, những cặp tình nhân à. Chúc anh chị bạn trẻ lúc nào yêu nhau mãi mãi và sống bên nhau trọn đời trọn kiếp à. Đồng ý không à? Đồng ý vỗ tay to lên à. Woo! Go! Hey!
Người yêu em ơi, em chớ nghe buồn nghe em. Người yêu em ơi, em chớ nghe sầu nghe em. Vì anh lòng mãi yêu em, và anh nghĩ cho mai sao, mai không đổi thay. Tình yêu ta trao hôm nào vẫn còn ấm mềm, và em như ngôi sao kia trên trời sáng soi. Từng đêm còn mãi lấp lánh, đời vui thì vẫn mãi à ơi người yêu sống. Cảm ơn em Mai Văn Thuận, người quê hương của mình. Cảm ơn nha. Cuộc đời còn biết bao ngày mới, cuộc đời còn biết bao ngày vui. Đành người tìm sống yêu của anh. Em ơi em có hay chàng, anh yêu em yêu lắm đây. Chị hai nha. Tình là tình vẫn yêu người mất, tình là tình vẫn yêu người thôi. Vui vỗ tay lên nè. Vui không các bạn ơi. Rồi camera quay lại phía sau này quá đẹp luôn nè. Giơ tay lên nè. Giờ Lý Hùng tắt nhạc nha. Ở dưới bà con ca nha. Được không ạ? Ở dưới ca được không? Ca lớn lên nha. Vỗ tay lên lên. Một đời còn biết bao ngày mới, một đời còn biết bao ngày vui tất nhạc. Này người tình giống như cô anh, em ơi em có hay chăng, anh yêu em yêu đắm say. Cả lớp nha. Tình là tình vẫn yêu người mới, tình là tình vẫn yêu người thôi. Này người tình giống như cô anh, ta yêu nhau yêu nữa đi, ta yêu nhau yêu suốt đời. Máy bay được chưa? Dạ, bên trong còn rất là nhiều các ca nghệ sĩ đang chờ trên đây để phục vụ tất cả quý vị. Nên là hai bài đã làm nóng không khí của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Và chúng ta sẽ gặp ca sĩ diễn viên điện ảnh Lý Hùng trong một thời gian gần nhất nha quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn cho ca sĩ điện ảnh. Xin lỗi quý vị, ca sĩ diễn viên điện ảnh Lý Hùng. Ok, quý vị ơi, Lý Hùng đi hát mọi nơi thì vui lắm. Mà tại chương trình hôm nay dài mà thời tiết không cho phép nữa. Mà nếu hát hoài ở dưới, anh em còn nhiều anh em lắm ra không được, đúng không? Một nữa Lý Hùng xin mời quý lãnh đạo của địa phương. Cảm ơn anh Hai Mỹ, cảm ơn những nhà tài trợ Bay Tân Thuận đã tạo chương trình hôm nay để bà con mình ở huyện Phú Ninh để xem một chương trình rất là vui. Lý Hùng chúc cho bà con của bác mình và quý vị đại biểu được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn, bye bye. Dạ vâng, xin cảm ơn ca sĩ diễn viên điện ảnh Lý Hùng đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để gửi tặng tất cả quý vị những ca khúc thật hay. Và kính thưa quý vị, chia tay với ca sĩ diễn viên Lý Hùng thì ngay bây giờ Hoàng Đệ Nam xin phép được kể cho tất cả quý vị nghe một câu chuyện về các anh hùng của quán Chiêu Anh. Vì muốn dập tắt mưu đồ xoán ngôi của cha con Vịnh Thuận Vương và Châu Cang nên đã quyết định chọn Tang Đại giả dạng nữ nhi để dùng mỹ nhân kế tiếp cận và hành thích Châu Cang. Liệu kế hoạch này có thành công hay không? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị đến với trích đoạn Sợ Dân Cố Giá, tác giả Bạch Mai, qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Bạch Lợi trong vai Hồ Quỳ, Phạm Huyền Trâm trong vai Tam Thập Dị Cô, Tô Tiểu Long trong vai Tang Đại, nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh trong vai Châu Càng và Áo Quân Trăm Năm Ánh Việt 2022, nghệ sĩ Bảo Ngọc trong vai Vi Lon Quận Chúa. Một tràng vỗ tay thật lớn để trích đoạn Sợ Dân Cố Giá xin phép được bắt đầu. Dạ dạ. Trời ơi, từ từ đi mà. Lẹ quá vậy à. Trời ơi, từ từ. Nhìn coi ôi trời quá đông thật đông, ôi nhìn à vui ha vô cùng, em thấy à có hay hay nào. Người ơi con quý đập hiền lắm chứ thật là, thế điều quy tới cho mình thấy không tha. Ê đi đâu vậy? Trời ơi chớ nên khinh thường. À
đúng rồi, không nên thất thố. Quỳnh biết là hôm nay Quỳnh giả gái, nhưng mà thôi thôi thôi, bây giờ chúng ta đi xem lễ hội hoa đăng. Trời, đi đâu? Đi xem lễ hội hoa đăng. Đi xem lễ hội hoa đăng mà đi tướng đàn ông à? Đang giả gái để mê hoặc châu càng đó. Giả gái mà. Đúng rồi. Thôi nè, nhìn theo mụi, mụi chỉ cho mà đi. Rồi, để vợ tôi chỉ à. Cho. Là con gái phải đi dịu dàng mới quyến rũ được nam nhân, hiểu không? Đi dịu dàng sao? Trước tiên mình phải lắc hai bên cho đều. Trời ơi. Đi đi. Thôi, ta giữ hai người thôi. Sao? Nếu như mà giả gái thì sao? Hãy xem tan huynh trổ tài. Được không? Mai Quỳnh xem nha. À đẹp nha. À đẹp quá. Ủa có nhận anh ta hay dễ sợ. Chưa hết đâu, còn nữa nè. Còn nữa à, đâu? Đại huynh đại tẩu của nàng đó. Dạ. Dạ đúng như vậy. Hai chúng tôi chính là chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi. Dạ, dạ sinh đôi. Dạ đẹp không? Đẹp không? Vợ em đẹp. Cũng đẹp đó. Dạ. Đẹp gắn nữa không? Bỏ đi. Mỹ nhân. Dạ. Nàng hãy cho ta biết tên nàng là gì, quê quán ở đâu, hà cư hà xứ chứ hả? Tôi gì? Nói nhanh. Nói. Tô Tiểu Hương. Đúng rồi. Quy nói. Dạ. Dạ bẩm tiên tuế. Tiếp họ Tô. Giỏi. Họ Tô à? Tô dạ, gì? Tô. Tô gì? À, dạ Tô Mì Quảng. Tô Mì Quảng à? À dạ. Dạ bẩm tiên tuế. Dạ đúng sao? Rồi, tại dạ. Cái Tô Mì Quảng quá ngon. Dạ, nên dạ. Là em biết rồi, cái nhớ trong lòng là Tô Mì Quảng không? Dạ. Dạ đúng rồi tiên tuế hả? Sao? Nàng nói dạ. Tiếp đi. Tiếp không phải là Tô Mì Quảng, tiếp là Tô Tiểu Hương. À dạ. Thì ra nàng là Tô Tiểu Hương à? Dạ. Dạ tiên tiếp quê ở Giang Thành, cách kinh thành ngàn dặm xa. Cha mẹ nghèo lam lũ ngày qua, bận làm con không thể ngồi nhìn. Mời trình tàu tứ cùng theo anh chị đến Hà Nam sớm hôm kia. Dạ đúng như vậy thì thế à? Để tìm học nghề bán lụa tơ, giúp gia nghiêm thoát cảnh cơ hàng. Vừa nghe qua bao lời của nàng, châu càng ta càng yêu say đắm ma. Trời tôi tiểu hướng đến nơi này, ta sẽ lo cho nàng được đủ đầy sang cả. Mỹ nhân biết nào phải đâu, hàng treo đào ta la. Thêm tuổi vẫn qua, cô gái nghèo nàn dung mạo xấu xa. Mỹ nhân
dân cứ yên tâm, ta sẽ lo cho nàng được đủ đầy sang cả. Dạ, nếu như châu lan yêu thiếp thiệt lòng thì hãy tiếp tải đại huynh và tẩu tẩu cho chu toàn. Thiếp thiếp sẽ nguyện hầu hạ ngài suốt đời suốt kiếp nè. Lo cho huynh và tẩu của nàng à? Dạ. Thôi được, người đâu, mời hai vị khách này vào cùng nhập tiệc và nhớ đãi món mì quảng nghe chưa? Mì quảng ngon lắm. Nghe huynh nói. Dạ. Xong rồi. Cảm ơn đại thiên tế. Nhớ nha. Mỹ nhân qua đây hầu rượu. Ôi mỹ nhân ta kìa. Mỹ nhân đến đây ta nào. Ta cùng chung chén thêm nhát nhòa cay, nguyện cùng gian chuông quy tài trai. Ngày mai ngồi để dương vào tay, chứ hầu kiếm đám bốn phương đều kiếm tao kiếm. Mỹ nhân đến đây với ta nào. Mỹ nhân đẹp đẽ thay dịu dàng lời lạ lấn lấn hồn ta, nghe từ xa liền có tiếng nàng ca. Ơi nàng tiên cánh tiếng nào qua đang thường nghĩ lên vui mong ở ngài cho người mưa. Mỹ nhân vào đây, mỹ nhân. Tại sao nàng lại đẹp như thế này? Uống đi cây đàn. Mỹ nhân, nàng uống với ta một chung đi mỹ nhân. Đủ ngon. Hoàng quân. Rượu ngon lắm mỹ nhân. Cho ta hồng miếng. Dạ. Quân chúa Phi Loan kính bái hoàng quân. Là Phi Loan quận chúa đó à? Muội đến từ bao giờ? Đến từ lúc huynh vui say trà rượu. Ngã nhiên cười lời lạ với mỹ nhân. Huynh đã quên rồi sứ mạng của phụ thân và dứt bỏ thăm ân cùng hiền muội. Phi Loan, mạng của phụ thân ta đã lo cho. Mùi hãy kiềm đi để cho huynh và tẩu cùng vui say yến tiệc. Về đi bà, con ba hãy về đi để cho huynh và tẩu vui say yến tiệc. Ai là huynh? Thì đây là quân. Ai là tẩu? Thì đây là tẩu. Châu Lan ơi, quân
chớ si mê làm kế tà gia. Hãy mau mau làm tức đuổi nào. Con sáu chó chẳng phải người vô tội. Ý trời đất ơi, tiếp vốn phận qua hàng cỏ dài, được vào nơi kim mã ngọc đường, phải giữ trọn đạo nghĩa can tường, và xanh nở lửa hương cho điện hạ. Nhan sắc thân bại anh hùng bởi mỹ nhân, ngày xưa bao nhiêu kẻ thiệt thân, xin nghe mũi phân trần sao chứ. Trường trường đành mất ngồi di mỹ nhân, với cô nương lòng hành ngai vàng tàn, lý nào quỳnh trắng hồng thương xưa còn. Trưởng quân nói cô ba về đi. Cấm miệng lại.
lấy giấy thưa mà che mắt thánh. Mi tưởng ta không biết mi là ai sao? Đàn bà con gái mà cái tướng như đàn ông vậy. Thì thích ăn bê thôi đó mà. Được, nếu huynh đã quyết định như vậy thì cứ để mạng số do thiên. Người đâu? Kiểm tra trong dinh của ta, con gì nó đang kêu rú vậy? Chú con gì? Chú Lan ơi, tiếp khóc mà chú Lan. Coi kìa, mỹ nhân của ta, tại sao lại ngồi ở đây khóc như vậy? Chú Lan ơi, sao? Tiếp tức quá à. Tức quá à. Nếu như mà thiếp không yêu Châu Lan á thì cô ba thiếp không kinh nể mặt đâu. Chứ gái ở quê hả cũng có chút võ công chứ bờ. Nàng cũng biết võ công nữa à? Dạ. Hay, hay lắm. Vậy nàng biết sử dụng binh khí gì? Dạ thiếp dùng được song kiếm. Song kiếm à? Dạ. Nào, đứng lên. Được, hôm nay nàng sẽ múa song kiếm cho ta xem. Người đâu? Song kiếm. Mỹ nhân, nàng cứ múa đi. Con nào không biết ta sẽ chỉ lại cho nàng. Đời ơn cháu Lan. Hay lắm. Múa đi nào mỹ nhân. Dạ. Đúng. Coi kìa. Đẹp. Đẹp lắm mỹ nhân. Đẹp. Hay. 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 Tiếp đi nào. Hay lắm. Mỹ nhân của ta thật là tuyệt vời. Coi kìa, dễ thương quá đi mất. Hây, đỡ lên. Hây, hây. Kẻ nào sát ai giờ? Tiểu Na Tra tan đại. Được, vậy thì hãy xin tài của Châu Càng ta đi. Gia, gia. Hây, ba. Một tràng pháo tay thật lớn cho các nghệ sĩ vừa có mặt trong trích đoạn Sở Dân Cứu Giá. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, Holy Nam xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị sự góp mặt rất rất đặc biệt của một nghệ sĩ cũng là một người con của đất Quảng Nam thân yêu. Khi anh đến đâu luôn nhận được sự yêu mến của bà con tại nơi đó cũng như bà con trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, người con của xứ Quảng Nam, danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin chào tất cả quý vị đại biểu, quý vị quan khách, cũng như tất cả quý vị bà con của Phú Ninh. Hầu chừng nghe Phú Ninh đi dỗ qua thôi chứ chưa có ở ngay Phú Ninh. Bây giờ được ở ngay cái hồ Phú Ninh, hồi chiều ra coi người ta câu cá đỏ gớm luôn. Ở đây còn có người câu cá siêu hơn mà thôi, mình giáo luôn, không nuốt. Để đến với bà con hôm nay, sự Linh rất là vui. Xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã tổ chức để gặp gỡ, giao lưu với bà con, cũng như tất cả nghệ sĩ từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Bây giờ đến phần của Linh.
Linh sẽ hát một chút xíu rồi xong rồi Linh sẽ diễn sau ạ. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức một bài hát rất quen thuộc của cô nhạc sĩ Hoài Linh, bài hát được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương ạ. Xin mời quý vị thưởng thức ạ. Xa vào đôi mắt em, chiều nào xóa tóc ngồi bên rèm, thầm ước những nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở tôi, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vài cây, lầu kim trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làng tóc xòa mình gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Bác của em bữa nay vừa lắm em đậu tóc giỏ đó. Bây giờ anh hai có cho em hát giọng cổ không? Tại cái bài nói là em là không phải là người chuyên về giọng cổ, nhưng mà tại anh hai thích cái bài nó phải không? Bây giờ hát mà lỡ có cái chi là quý vị bỏ qua, tại vì mình không chuyên nghiệp hát giọng cổ, nhưng ưng ức lắm, ức lắm, muốn đi hạt luôn á. Mà trừ dò rồi năm mươi mấy rồi hạt tới chừng môn nữa mới đi hót được. Thôi cũng quơ thí. Vâng, và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một bài
dòng cổ của nhạc sĩ, nghệ sĩ Chí Tâm. Bài hát được mang tên Tiếng Hát Đầu Nôi. Xin mời quý vị thưởng thức ạ. Nước khăm ai còn nhớ thuở nằm nỗi ngủ dòng giấc trưa nồng hay giấc lạnh tàn đông bầu sữa thơm mềm mỏng ưng môi hồng hơi ấm mẹ đông những sự đói no chỉ là nhu cầu cho thể xác còn tiếng mẹ ầu ơ ấm nồng từng giai điệu ngọt liếm lời ru là nhu liệu của tinh thần không sắc không hương sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị, khoa học, tôi tân tiến tâm lừng lẫy là chỉ mong sao làm rạng rỡ tông môn, làm đẹp và đấng sanh thành. Xin đừng nghĩ xuân ca là vô loại vô ngành, tôi hát cải lương ngợi ca tình đất nước mộc mạc đơn thuần nào có tội tình chi nhạc nước mình hát để mình nghe bằng tiếng mẹ theo ngũ
cầm bông, mượn ca dao kết thành dây thân ai. Tiếng hát đầu ngôi là tiếng mẹ vẫn ru hoài. Giọng cổ được kết hợp ngũ cung theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Một là hò, hai sử ba sang, bốn là xê bậc tư, năm là công. Năm cung bám đất làm gốc rễ, bình bán xuân tình nhánh trụ bông. Hoa lá xanh tươi nhờ nam xuân lưu thủy, nghe trống nhớ chồng là giả cố hoài lang. Bởi nặng tình thương lý giao duyên son sắc, dù đục dù trăm ta tắm nước ao nhà. Mặc cho đời ai đồng ai khinh, tiếng hát đầu ngôi làm sao mà quên được. Ở nơi đâu còn cái lương dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi, em hát bài mình tháo mồ hôi hột luôn. Cảm ơn anh hai. Dạ, thưa quý vị, đây là ông Ngô Mỹ, giám đốc trung của An Thanh Trầm Hương, người mà khởi xướng ra cái chương trình về đây. Và ở đây thì có Thuận là công ty Á Châu, là người con của Phú Ninh. Và cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo của Phú Ninh. Và hy vọng là có dịp sẽ trở về đây để phục vụ bà con một lần nữa. Và một chút xíu nữa thì Linh sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình ạ. À. Linh sẽ diễn cho quý vị xem ạ. À. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. À. Cảm ơn bà con. Dạ. Hát còn muốn xỉu luôn. Dạ vâng, xin cảm ơn phần góp mặt của danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và chúng ta sẽ gặp lại anh trong một tiết mục rất đặc sắc phía sau để gửi tặng quý vị tại huyện Phú Ninh trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chia tay với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người con nữa của đất Quảng Nam thân yêu. Và quê của cô là ở huyện Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Và nơi đây có thể nói là tỉnh Quảng Nam của chúng ta sản sinh ra rất là nhiều các nhân tài, các tài năng cho đất nước Việt Nam. Và khi mà họ thành công, họ luôn hướng về quê hương đất Quảng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với sự có mặt đặc biệt của ngôi sao sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Dạ, lời nói đầu tiên, Thoại Mỹ xin kính chào tất cả quý vị đại biểu và tất cả quý vị khán giả, một lời chào trân trọng nhất ạ. Bà con Phú Ninh có khỏe không? Và trước khi hát thì Thoại Mỹ không quên xin kính lời cảm ơn đến anh hai Ngô Mỹ, chị hai Tuấn Nguyễn và các cấp lãnh đạo của chính quyền tại các địa phương, và đặc biệt là các mạnh thường quân đã góp chút tình, chút công, chút của để mà chúng em đoàn cải lương Tuồng Cổ Quỳnh Long mới có được đầy đủ duyên để về phục vụ cho bà con tại Quảng Nam. Một lời chân thành nhất em xin tri ân và tri ân rất nhiều ạ. Và để tiếp tục chương trình hôm nay, Thoại Mỹ xin gửi đến tất cả quý đại biểu cùng tất cả quý bà con khán giả tại Phú Ninh một bài hát tân cổ giao duyên rất là vui tươi, dí dỏm, được mang tên Trai Tài Gái Sắc. Và bài hát này Thoại Mỹ xin được song ca với nam nghệ sĩ Ngân Tuấn. Ai kêu tôi, ai kêu tôi? Trời ơi, ai kêu tôi vậy? Đang đi tìm mua vàng mà tự nhiên ai, kêu tôi. Đi đâu bận đầu đỏ chét vậy? Không biết tôi là ai hả? Anh là ai? Đại gia Phú Ninh. Trời đất ơi, anh ở vùng nào? Chứ tôi nói cả cái huyện Phú Ninh này ai cũng biết tôi hết trơn á nha. Trời ơi. Không tin hả? Tôi giới thiệu cho anh biết, anh hai Ngô Mỹ này biết tôi nè. Còn tôi hả? Bạn của chính sở tự. Anh đã làm trên xóm dưới, giới thiệu tôi nghe coi. Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê cả con nhà, còn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chính chàng mò đen rất mạnh, đôi trai tài gái sáng kém chi ai, đôi trai tài
trong. Còn em thì nhất ở Phú Ninh nè. Nổ nổ tiếng vàng đồng anh công tử Phú Ninh. Tiếng cung vàng em cũng hộp xoàn. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh. Nhà em có vườn cây cây rất bành. Đôi cây tài gai sáng kém chi ai. Dân trong làng mong đám cưới ngày nay. Trai thớ bò dê. Bò dê còn gái kết gì? Nghe nè, bên em toàn là bò tơ với lại mì quả không mà anh ơi. Chuyện nhỏ, tưởng heo rừng chứ. Chuyện nhỏ nghe đây nè. Nói coi. Em ơi gia tài của anh bạc vàng tiền muốn ruộng lúa bao la. Nước tiếng là hào quả công tử anh kể. Sơ cho em nghe sao? Mà hồn phiêu vánh tán. Mặt mày sang láng quần áo bảnh bao. Anh đốt tuốt bằng giấy con cò xanh. Anh trời cho chim bằng vàng nén. Chiều chiều anh ra bờ sông lấy hột xoàn. Anh câu mực chẳng phải vỗ ngực khoe khoang. Chứ làng này nào ai dám sánh. Chân châu lắm lắm vàng bạc đầy nhà. Nhìn qua là chói mắt khỏi cầm bật đèn lên. Nhà cái bên cũng sáng cũng chẳng đáng là bao. Khi chữ giàu đã không tả nổi. Vì càng giàu là càng rối. Bởi vì anh nghĩ mãi chẳng lối nào ra. Không biết rồi ngày sau cửa rộng nhà cao sẽ giao hết cho ai. Trời ơi, nổ banh cái huyện Phú Ninh luôn. Lần đầu tiên anh đây đã kết hai em rồi. Trời ơi anh ơi, em đâu có làm gì đâu sao anh mở lời trêu ghẹo. Em hỏi nè, sao? Nếu như em là con gái nhà nghèo đó, anh có chịu yêu em không? Em nghèo hả? Mò biểu duyên gian thứ tha. Hai yêu ăn nói mặn mà có. Anh đây sẽ cưới em liền. Cưới đã. Cưới liền. Trai tài gai sắc. Trai tài gai sắc. Đám cưới thì vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm. 50 gió lái rước dâu rộn ràng. Tân bừng bao nô. Bia đồ cũng nô tí trong. Ăn mừng viên ương 500 con gà trống 600 con vịt cò. Tiếng vàng đồn anh công tử chịu chơi. Tiếng cung vàng em tươi mát trên đời. Hồi muôn lớn ruộng bò trâu tiền lớn. Đi đâu xa chuyện công hao chất già. Đúng rồi. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sao trăng mật ta mãi cứ rằng chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em. Còn em sao? Em nhất trần à. Trời ơi. Thiệt vậy đó hả? Nhiều không? Không chịu đi tìm người khác à. Ê khoan. Anh ơi người ta bảo anh là quả công tử. Còn em đây là cú hột xoàn. Vừa đẹp vừa sang da mịn màng. Như bông bưởi trắng tuổi cũng vừa tròn đôi tám anh hơn. Anh ơi em đã chịu rồi. Anh mau cho người mai mối. Đến nói lời giảm ngõ. Để cho đôi ta sớm nên giờ nên chồng. Quá đã. Như vậy là em chịu rồi không? Dạ. Như vậy là công tử hào hoa cưới cốt hột xoàn. Dạ. Như vậy thì mới xứng lứa đôi trai tài gái sắc chứ. Anh biết không, vườn nhà em cây trái bốn mùa. Có dư của hồi môn nữa đó. Em biết đám cưới mình nãy không? Ở đâu vậy? Đại nguyên có quảng trường ở Phú Ninh này nè, em chịu không? Thiệt vậy đó hả? À. Vậy em chịu. Nè, rồi anh sẽ mua gạch bát tràng. Anh xây hồ bán nguyệt. Để đêm đêm anh rửa chân cho nàng. Ê cái gì vậy? Chưa hết đâu cô Út. Sao? Đám cưới ở nhà quê. Mình dông bút lên tỉnh thành. Làm gì? Thì tuốt lên Sài Gòn. Chi vậy? Tuần trăng mật một năm. Đi hoài cho hả thế. Đi khắp trên thế giới. Thế giới. Bay lên khắp hành tinh. Hành tinh. Đến muôn vì sao trên trời. Trên trời. Em thấy ngân tinh nhất trời. Chứ sao? Dâu về đều chịu chơi. Đi hoài cho thành thơi.
tuần trăng mật mình đi hoài không chán, để bỏ công dứt giả bao ngày. Nè, tính xong thì sao em phải cưới liền, cưới liền, để lâu chậm trễ em nổi phiền mất vui. Kỳ này mình không tính đôi tính lui, trai tài gái sắc mình thành đôi vợ chồng. Nhân Thành cảm ơn. Dạ, dạ em cảm ơn hai. Anh ạ. Dạ cảm ơn hai. Tôi Mỹ xin Nhân Thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. À, bà con ơi có hay không hả? Nữa không hả? Nữa vỗ tay la lên. Thương quá, rất là thương. Lâu lâu Thọ Mỹ mới về được miền Trung, thấy bà con đến xem ủng hộ như vậy Thọ Mỹ rất là vui, mừng lắm luôn. Và bây giờ thì Thọ Mỹ muốn hát nữa, nhưng mà chương trình thì thời gian có hạn, Thọ Mỹ còn vào bên trong để một chút xíu nữa trở ra hát một trích đoạn với anh Hoài Linh rất là đặc biệt luôn. Bây giờ Thọ Mỹ xin nhường sân khấu lại cho anh Ngân Tuấn. Và trước khi chia tay, Thọ Mỹ kính chúc tất cả quý vị cùng với lại gia đình một mùa vu lan an lành, hạnh phúc và làm ăn luôn được phát tài. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và Ngân Tuấn cũng xin kính chào tất cả quý vị đại biểu, quý vị thân nhân kính mến và tất cả những khán giả thân thương. Ngân Tuấn xin chúc cho tất cả các cấp lãnh đạo của Phú Ninh và tất cả các doanh nghiệp của Phú Ninh và tất cả ở Quảng Nam là dồi dào sức khỏe, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, và tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Tiền lúc nào cũng đầy túi mà tình lúc nào cũng đầy tim. Tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, hột xoàn nhảy cửa sổ vô luôn. Quá dữ. Cho anh trảo tay nồng nhiệt nữa cơ. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ Ngân Tuấn sẽ song ca với một nữ nghệ sĩ với bài tân cổ viên cũng rất là nổi tiếng, của một sáng tác của Gia Tiên. Bài hát được mang tên Lý Chim Nguyên. Bài hát này sẽ song ca cùng với nữ nghệ sĩ. Trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Hẹn người ta từ chiều đến giờ đâu rồi? Mất tiêu rồi. Trời ơi, hẹn 6 giờ chiều mà giờ này 9 giờ rồi mà chưa thấy nữa. Đâu rồi, ở đâu rồi? Đợi tôi muốn chết luôn nè, ở nữa đâu? Đây nè, đây nè. Đây là đâu? Em nè. Nữ nghệ sĩ Hoài Nhung. Dạ, Hoài Nhung xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị thân yêu. Ủa? Đi đâu, đi đâu? Anh chờ em có lâu không? Chờ em từ 6 giờ đến 9 giờ nè, em đi đâu? Nãy giờ em đi vòng vòng đâu, em thấy đâu người, em đi đâu? Dạ, bị trang điểm cho đẹp để em gặp anh rồi. Cái em đi ngang qua Phú Ninh, cái em thấy chương trình hội hay quá trời hay luôn, cái em ghé vô em coi, tới giờ mới qua đây đó. Ghé vô coi chương trình gì mà hay dữ vậy? Dạ chương trình Nghĩa Tình Miền Trung đó, có nghệ sĩ nổi tiếng quá trời luôn. Vậy hả? Dạ có anh Hoài Linh nè. Hoài Linh. Có chị Thoại Mỹ nè. Thoại Mỹ. Có anh nghệ sĩ Ngân Tuấn mà em mê nữa. Trời ơi, cái ông đó tôi thích lắm á nha. Em cũng khoái nữa. Mà em hẹn anh ra đây nói gì vậy em? Anh nôn quá trời quá đất nói luôn. Nói mới nhớ, em hẹn ra đây quan trọng phải không chị, quan trọng em báo cho anh một tin quan trọng. Tin quan trọng? Dạ. Tin vui hay tin buồn? Dạ tin tin vui của em. Tin vui hả? Nói đi, nữa đi anh lắng nghe. Tía má cho cưới rồi. Hả? Cho cưới rồi? Trời ơi, tía má cho tụi mình cưới rồi. Ngày nào? Ngày nào? À, cưới ngày nào vậy em? Hả? Cưới ai? Ngày mai cưới liền. Cưới liền. Rồi cưới liền. Anh sẽ may đồ đẹp để làm chú rể. Như vậy là tía má. Khỏi khỏi khỏi, anh khỏi may. Sao vậy? Bởi vì chú rể không phải là anh. Hả? Vậy là sao? Tía má gả em cho người khác rồi. Hả? Gả em cho người khác? Dạ. Người đó có trong đây không? Tía má nói cái anh ở Phú Ninh á, ảnh dễ thương lắm. Đó, anh nhìn xa xa đó, anh thấy không? Đó, cái anh đội nón đó. Anh cũng đội nón vô? Không, không, đội nón đó đó. Anh cũng có nón mà sao em thương, mà em thương anh có nón dưới là sao? Em không thích nón đen, em thích nón vàng. Hả? Em khoái vàng hả? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ngày mai tôi mua 10 cái nón luôn. Đừng có buồn. Chê tôi nghèo không? Thương thương doanh nghiệp ở Quảng Nam phải không? Tôi biết rồi, tôi gì à? Thôi nghe em nói nè. Không có nói gì hết á. Đừng có buồn, cái miệng buồn khóc xấu quắc à. Trời ơi, lúc yêu nhau khen đẹp trai, bây giờ chuẩn bị lấy chồng này là chê ta xấu ôi gì à. Chim Nguyên quay xa rừng có
chim ra rừng tương cây nhớ cội, người xa người đến đời ngày mong, tuổi mình duyên nợ long đong thương nhau chừng ấy mà không được. Không buồn sao được, chim quyên còn ngắn trái ngã nhãn lòng, chứ liêu thiêu còn quen chầu, sao đôi bạn tâm đồng lại kẻ bắt người đông. Cô bác họ đồn năm ba bữa bầu sẽ đi lấy chồng cách mấy sông sâu, sông sâu còn chúng mình bắt được nhịp cầu, chớ hai đứa mình sâu biết cùng ai sang xe. Ôi mà đừng có buồn, cái này á là tại chị Nam Thư ảnh giận, chị dẫn anh Phước về làm mai làm mối cho tía má em á. Trời ơi, biết tên Tà Phước rồi hả? Tôi biết à. Rồi thôi, tôi hiểu rồi, yêu anh Phước không à? Tôi mình lẻ bạn một mình thở than, một mai em bất nhàn nam, xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ. Thôi đi xa nhau xa mấy cũng gần, tai nghe lời anh than ngâm thì đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột rối đường tơ. Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình tưởng bây giờ mình xa nhau. Cảm ơn anh. Cùng nhau thôi em sẽ nhận bao anh thảm giảm sau bán lòng. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Cái nón màu vàng tốt hơn cái nón màu đen. Thôi đừng có nói người ta nữa mà. Nói sao không nói. Trời ơi không buồn sao được. Người yêu đi lấy chồng mà không sao buồn được nè. Thôi đừng có buồn. Lìa tia quầy quên cháu quay, vợ chồng nè vợ chồng. Ôi đâu con có gì buồn hơn, ôi đâu con có gì buồn hơn. Chắc hai đứa mình á không có duyên có nợ. Người ta có tiền nên người ta có nợ lần duyên. Nè, lòng riêng đã nặng ngưu phiền, sao bầu còn cái đắng làm chi cho kẻ vô quy thêm bận biểu. Buồn hay không rồi bầu cũng theo chồng. Anh biết hôn gái có chồng á ha, như chim lòng cá chậu chỉ đó, nhớ cửa nhớ nhà. Tôi nghĩ lâu lắm mới được về thăm. À mà nè, cha mẹ tôi già hiu quạnh sớm hôm, xin nhờ bậu á sáng năm tối giếng khuya khuya nhớ mua cho tía má tôi ngửi tô mì quảng ăn nghe. Được không? Thích mì quảng đúng không hả? Thân đi làm rể mà người ta mẹ bán hát nhau tôi xuống tên núi cò. Thấy không, đàn ông con trai bây giờ là vậy không đó. Nói thương nói yêu người ta mà người ta nhờ có tí xíu chuyện à, mà cũng không chịu nữa. Giờ không chịu à?
mua mì Hoàng phải không? Tôi mua cho, cái món đó tôi cũng thích lắm á. Cảm ơn nghe. Nói thì nói vậy thôi, chứ bảo đi lấy chồng rồi, cha mẹ bên nhà để đó tôi lo liệu. Thế nào rồi bà con cũng, cô bác nói là cái thằng rể hụt coi gì mà có hiếu, bát nước bé bờ làm của trai tay. Thôi mẹ mai chi về bầu đâu phải, tôi chê bầu xấu bầu nghèo mà khen họ bắn trai. Tôi nè, tôi gặp có ông mai thôi hà, chứ tôi đâu có thấy mặt mày gì của chàng rể đâu. Trời, người ta đẹp trai gì mà không thấy. Nghe tôi nói nè. Nói đi. Nói đi, cái bầu nè. Nè, rồi tháng rộng nắng dài, rồi mặn mà tình nghĩa, rồi con rồi cái rồi ai rồi ân, như chim nguyên quen cành lìa tia, quen chậu giữ chồng quen người. Dạ cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Dạ Hoàng Nhung xin cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể bà con ở Phú Ninh. Bà con ở Phú Ninh thật là dễ thương. Ai dễ thương nhất nói đi. Dạ anh đội nón. Tôi biết lắm mà, tôi biết lắm mà, thương cha đội nón tóc vàng rồi. Hình quá thương cha đội nón tóc vàng chứ không phải áo vàng. Dạ xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Nhung và nghệ sĩ Ngân Tuấn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị vừa được thưởng thức những bài tân cổ thật vui tươi qua vòng biểu diễn của nghệ sĩ Ngân Tuấn và nghệ sĩ Hoài Nhung. Và chia tay với hai nghệ sĩ thì ngay bây giờ Hoàng Đình Nam xin phép được mời quý vị cùng đến với một trích đoạn cải lương nói về khí tiết kiên cường bất khuất của những dũng tướng nước ta trước kẻ thù xâm lược. Họ không bao giờ khuất phục dù phải hy sinh thân xác của mình, đồng thời ca ngợi và nêu cao tình đoàn kết của quân và dân ta trong công cuộc thống nhất một dải non sông. Trích đoạn khắc họa hình ảnh oai phong lẫm liệt của nữ tướng Triệu Thị Trinh và phó tướng Lê Minh. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với trích đoạn kinh điển của sân khấu cải lương Việt Nam, Nhụy Kiều Tướng Quân, tác giả Hoàng Anh Thi. Chúng ta sẽ cùng được thưởng thức qua tiếng hát của dãy ba Thử Tài Siêu Nhí, năm nghệ sĩ Trọng Nhân trong vai Lê Minh, và Chung Vàng Vọng Cổ 2019, Quán Quân Sau Nối Ngôi 2019, nữ nghệ sĩ Vương Cẩm Ngọc trong vai Triệu Thị Trinh. Một tràng pháo tay thật lớn để đến với trích đoạn Nhụy Kiều Tướng Quân. Xin cho Lê Minh tôi trả hàng sáng trải giặc. Sao? Trả hàng sáng trải giặc à? Chủ tướng Lê Minh, tức giận trên tôi trong giây lát. Thank you.
thù gì đấy chủ tướng ơi? Mau, mau ơi, quang tuôn chảy cho ta giữ trọn lời hứa buổi chia tay. Kìa, phất phơ lá cờ bay, thấy xác giặc ngổn ngang. Ta nở nụ cười mãn nguyện. Triệu Tiên Công ơi, tôi đã vượt dặm ngàn về đây trước mộ phần chủ tướng. Đây là đầu quân xâm lược từ phương Bắc xuống trời Nam, với bao cảnh xương máu lầm than, tiếng kêu la rờn rợn bốn phương trời. Đất quân ngang nở máu, xương thương máu nở đền rồi. Đầu hãng đây đầu tên bảo tàng cướp nước, trước đi một phần linh hiển của mình công. Một dải cơ đồ sông núi dậy cuồng phong, ta quyết đánh tan lũ giặc chuyên cướp nước. Nghe tiếng ca ôi rộn ràng tha thiết, gió quê hương nghe mát rượi trong hồn. Lê Quân ơi, anh đang ở đâu? Em đi tìm anh đây Lê Quân ơi. Gửi theo mây gió, gửi sông núi hiền hòa đất mẹ quân an. Xin chúc cho người bạn ráng lo bảo toàn non sông gắm dốc. Một bước ta đi trong nụ cười kiêu hãnh, ta hát vang lên câu chiến thắng muôn đời. Lê Minh ơi, anh đang ở đâu? Triệu, Triệu, Lê Minh. Lê Minh ơi, từng giọt máu đào rơi vào lòng đất. Lê Minh
bồng thấy con quân miên xa, tan bồng hồn mi vàng tình trai. Xin hãy cho tôi dài phút giây nín lặng trước người đại son sắc kèn câu thề. Giao sư bạn lại nơi cho anh là đang hiểm nguy không sợ. Một lại năm xưa ta có cái thác Sơn Hà trong tay viên tướng trẻ. Người chẳng phụ lòng non nước chẳng phụ lòng ta. Vậy thì ba lại này đây, một có non sông, một có chủ tướng, ta tạ ơn Lê Quỳnh. Còn một lại nữa, có người em từ thuở ấu thơ cho đến nay thì mình đã chia tay vĩnh viễn rồi phải không Lê? Chối lỗi kỳ công ta ghi tên người dũng tướng Lê Minh lên trên. Này hỡi Lê Minh ơi, gặp đường thương ta xin thề trước anh hùng. Dẫu còn một hơi thở cuối cùng, dẫu cho thịt nát xương tan, đất nước này cũng không để mất đi nữa. Dạ vâng, quý vị vừa đến với trích đoạn Duyệt Kiều Tướng Quân qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Trọng Nhân và nữ nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn anh Tự với những bó hoa đã dành tặng cho các nghệ sĩ của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của một nam nghệ sĩ mà anh vừa tham gia chương trình Trăm Năm Ánh Việt của đài truyền hình Vĩnh Long 1. Với sự duyên dáng của mình, anh nhận được sự đánh giá rất cao từ ban giám khảo cũng như nhận được sự yêu mến từ tất cả các quý vị khán giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với sự góp mặt của nam nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin được phép chào bà con Phú Ninh lời chào thân thương nhất. Bà con ở nơi đây vừa dễ thương hiền lành dễ mến, mà sao trái tim con rung động tình. Dạ vâng, là nói đầu tiên cho phép con xin được chào tất cả các cô chú và các anh chị có mặt tại Phú Ninh ngày hôm nay. Và bài hát ngày hôm nay con xin được gửi tặng đến bà con Phú Ninh là một ca khúc được mang tên Đau Lòng Lý Ngựa Ô. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Hoài ngựa ô ai khớp kiều vàng, ai cha lục lạc đưa nàng về Vĩnh. Đau lòng anh lắm nàng ơi, ngựa ô tung gió bụi mờ phương xa. Ai ca lý ngựa ô cho đêm về nghe bao dương dân. Xưa trên bến sông này tôi đã từng nghe khúc dân ca. Em cô gái miền Trung trao chiếc khăn hứa câu hẹn hò, mở khúc can tình anh hứa đón nàng về Vĩnh.
câu ca lý ngựa ô nay xa rồi đêm trăng thanh vắng. Ơi cô gái năm nào em có còn nhớ chiếc khăn xanh. Xa xa vẫn còn đây cô gái quê nén xuân dịu dàng. Trên bến sông hôm nào anh mãi đứng chờ đợi em. Bên đây anh nhớ em lắng nghe câu hò. Ngày nào ta còn bên nhau nghe câu hò sau lòng anh thương. Hò ơi, ngựa ai cướp kiểu vàng. Thương hoài câu hò ngày xưa. Tình vàng đưa nàng về Vinh. Phương xa em đâu biết anh về một đời quạnh hiu. Sông này tôi đã từng nghe khúc dân ca. Em cô gái miền Trung trao chiếc khăn hứa câu hẹn hò. Mở khúc ca ân tình anh hứa đón nàng về Vinh. Câu ca lý ngựa ô nay xa rồi đêm trăng thanh vắng. Ơi cô gái năm nào em có còn nhớ chiếc khăn xanh. Xa xa vẫn còn đây cô gái quê nén xuân dịu dàng. Trên bến sông hôm nào anh mãi đứng chờ đợi em. Hò ơi, ơi lý ngựa ô, nhớ thương em hoài. Câu ân tình anh về anh mơ. Chiều chiều anh về qua đây anh nhớ em lắng nghe câu hò. Ngày nào ta còn bên nhau nghe câu hò sau lòng anh thương. Giờ đây ngựa ai cướp kiểu vàng. Thương hoài câu hò ngày xưa. Tình chàng đưa nàng về Vinh. Phương xa em đâu biết anh về một đời quạnh hiu. Gió câu rước em đi rồi. Ai đưa nàng về Vinh? Vâng ạ, à, dạ xin cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Và ở phía sau còn rất là nhiều cô chú anh chị với những tiết mục rất là hay đang chờ đón bà con Phú Ninh. Và xin được hẹn gặp lại bà con vào một ngày gần nhất ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần góp mặt của nam nghệ sĩ Tiểu Minh Phụng rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một tiếng hát rất ngọt ngào, là một hiện tượng âm nhạc khi anh tham gia chương trình solo cùng Bolero và đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân chương trình solo cùng Bolero vào năm 2019. Xin quý vị cùng đến với tiếng hát ngọt ngào của nam ca sĩ Ngọc Phụng. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Phụng gửi tới một lời chúc sức khỏe, một lời chào đến toàn thể tất cả các bà con tại Phú Ninh ạ. Vâng, và một ca khúc đầu tiên con xin gửi tới tất cả các bà con, một sáng tác của con. Và sau đây là một bài Bolero cho chính con viết. Ca khúc được mang tên Thế Sự, mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
Đêm nằm suy tư chuyện nhân gian thế sự, trời cho bao kiếp người qua ngày đêm với sự đời. Để rồi đây viết lên thành lời bao sương gió ta tới, cho kiếp người lạc lối. Bạn bè đêm đêm cùng nâng ly chén càng, tươi vui trong ánh đèn ai hiểu thấu nghèo hèn. Vì đời ta nơi cõi phong trần những tay trắng bàn tay, nên một mình đêm nay, đêm nay màn sương ghé thăm vết thương mang đời. Nơi thiệt ra ơi, trời cho tôi số kiếp làm người buông trôi, người cho tôi nếm chốn thòi đời chơi vơi. Khi đời cho ta nụ hoa không nở rộ, thì ta ươm lấy mầm cho ngày sau kết nụ hồng. Mong ngày mai nắng lên vơi đầy, hôm nay hiểu rồi đây, ta mặc đời chúa cây. Quý vị nghe có được không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đêm đêm cùng nâng ly chén càn, cười vui trong ánh đèn ai hiểu thấu nghèo hèn. Vì đời ta nơi cõi phong trần những tay trắng bàn tay, nên một mình đêm nay, đêm nay màn sương ghé thăm vết thương mang đời. Nơi thiệt ra ơi, trời cho tôi số kiếp làm người buông trôi, người cho tôi nếm chốn thòi đời chơi vơi. Khi đời cho ta nụ hoa không nở rộ, thì ta ươm lấy mầm cho ngày sau kết nụ hồng. Mong ngày mai nắng lên vơi đầy, hôm nay hiểu rồi đây, ta mặc đời chúa cây. Mong ngày mai nắng lên vơi đầy, hôm nay hiểu rồi đây, ta mặc đời chúa cây. Ngọc Phụng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chế rồi cái này sao anh? Vâng, và sau đây thì con xin trân trọng được giới thiệu một ca sĩ. Cũng là một người con đắc Quảng. Thì thú thật thì con cũng là người con Quảng mà con Quảng Ngỡ. Cho nên là thôi thì Quảng Đông, Quảng Ngỡ cũng là anh em, cho nên là mong quý vị thương hát. Thì con xin giới thiệu một ca sĩ mà được mệnh danh gọi là Ngọc Nữ Bolero. Thì một người ca sĩ này rất là xinh đẹp và rất là tài năng. Và đặc biệt trong đêm hôm nay thì con xin phép được giấu tên và xin được song ca cùng với người ca sĩ này. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. À.
vị hãy cho một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ Tố My. Là khi mà em ngưng câu hò của anh, là khi nước lan tràn trên bãi bờ, tiếng ghe chèo đêm ta lập, nghe con cá nó cắn dây câu. Anh chiều nhanh nhẹn tiếng hò vang xa. Vâng, và đây là một ca khúc mới nhất của chị Tố My, ca khúc mang tên Điệu Hò Giao Duyên. Quý vị nghe có được không quý vị? Quý vị xin hãy chào toàn thể quý bà con á. Xin chúc toàn thể quý vị một buổi tối thật tuyệt vời. Ngọc Phụng xin chào tạm biệt toàn thể tất cả quý vị. Lẹ vậy? Đứng lại đây chút xíu rồi. Quý vị ơi, trước khi mà Ngọc Phụng bước vào sân khấu thì cho tôi mi giới thiệu chút xíu. Đây là quán quân solo cùng Bolero 2019 đó quý vị. Cũng là một người con đất Quảng.
mình không phân biệt quảng gì nha, đất quảng ạ. Vâng, và hôm nay về với quê hương Quảng Nam của chúng ta thật sự là một niềm hạnh phúc của Tú My cũng như là Ngọc Phụng và toàn thể quý anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay lại được bà con không ngại đường xá xa xôi, trời tối nữa, khuya nữa mà vẫn ở rất là đông. Thật sự là chị em của chúng em và Ngọc Phụng rất rất là trân quý tình cảm của quý vị ạ. Và quý vị ơi, Ngọc Phụng mới ra nghề thôi, thật sự rằng là 2019 là được đăng quang, nhưng mà mất hết 2 năm dịch rồi phải không? Dịch quá dịch. Nhưng mà thật sự đây là một tài năng, phải nói rằng là Tú My rất rất là nể phục. Vừa sáng tác giỏi, vừa hát hay nữa quý vị. Nên là sắp tới Ngọc Phụng có ra sản phẩm nào cũng mong quý bà con ủng hộ và yêu thương Ngọc Phụng thật nhiều nha quý bà con ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con ạ. Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, là một ca khúc hoàn toàn mới của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển viết riêng cho Tú My trong album Cửu Long Tình. Và thứ bảy này thôi, hình như là ngày mai ạ, là ca khúc này sẽ được chiếu trên kênh YouTube của Tú My. MV Điều Hò Trao Duyên Tú My sẽ hát với Ngọc Phụng. Quý vị thấy bài hát vừa nãy có dễ thương không ạ? Dạ, tối mai thưa quý vị nha, quý vị nhớ đón xem và nhớ share và nhớ subscribe kênh YouTube của Tú My nha. Dạ, cảm ơn quý bà con ạ. Và sau đây sẽ là một ca khúc rất là ý nghĩa, viết về một món ăn quê hương Quảng Nam của chúng ta. Một món ăn không thể thiếu đối với người Quảng mình ạ. Vâng, cũng là một sáng tác của một người con đất Quảng, cố nhạc sĩ Trần Phú Thiên. Ca khúc Ai Mì Quảng Không xin được gửi tặng quý bà con ạ. Đi xa bốn phương trời nhớ về quê mình Quảng Nam. Yêu sao giọng hát khô quang mảnh đường chứa trang tình người, nhớ con đường nàng dáng mẹ gồng gánh vội vàng, tiếng sao bên đàn ai mì Quảng Không. Thương sao dáng hao người áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, bao năm dù nắng dù mưa mẹ vương sớm đánh đổi hạnh phúc mẹ dành, tiếng sao vang vọng ai mì Quảng Không, ai mì Quảng Không. Tiếng sao vang vọng ai mì Quảng Không.
rất nhiều ạ. Thật sự lúc nãy ngồi ở bên trong thôi, có một cái chú nào á, mi cũng chưa kịp hỏi tên mà chú vào, chú hỏi rằng là con, chú nói giọng Quảng, bé mi chứ con hất chưa, bà con chờ con nãy chờ quá trời, mọi người chờ con, nhát con quá trời. Thật sự nghe cái giọng của chú á, nó chân chất mà nó cảm giác á, nó chất phát, làm cho tụi mi thật sự rất là vui và rất là xúc động. Tụi mi biết rằng là thật sự tối nay tụi mi cũng đến hơi trễ để bà con phải chờ lâu, để những khán giả yêu quý mi chờ lâu. Nhà mi ở Đà Nẵng. Thật sự thì tụi mi đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê của tụi mi, nhà ba mẹ tụi mi thì ở Đà Nẵng, ở Đà Nẵng vào đây hơi xa nên là để bà con chờ lâu ạ. Xin lỗi bà con nha. Thế thì bây giờ tụi mi xin bù lại cho bà con một bài nữa. Bà con ha. Yeah. Xin tặng quý bà con một liên khúc cũng rất ý nghĩa, Quê Hương Ba Miền. Xin gửi tặng tất cả quý vị. Thank you.
lịch sử, từ lúc khai hoàng xuống miền lục tinh xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nơi đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua. Có rất nhiều yêu cầu Tú My là hát bài chòi, nhưng mà thật sự thì thời lượng chương trình còn quá dài thôi, thì Tú My đáp lại tấm lòng của quý vị, Tú My hô một con tặng mọi người nha. Dạ được không ạ? Dạ vỗ tay cho em lớn lớn lên quý vị ơi. Dạ. Bà con cô bác lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nghe là tôi hô con bài, con gì nó ra đây. Chỉ lấy chồng từ thuở 13, chồng chê em bé không nằm với em. Đến năm 18 đôi mươi, em nằm dưới đất, ông cũng lôi lên giường. 1, 2, 3, 4 anh thương, thương chi thương lắm, 4 cẳng giường nó treo quê. Ai về nhắn với ông gia, ai về thằng
rễ thì qua trà cái cành giường ơi bạn mình ơi ơi bạn mình ơi là cây con tư cẳng nó ra rồi còn gì nó ra đây. Dạ một con thôi à. Cảm ơn quý bà con rất nhiều ạ. À. Và xin một lần nữa kính chúc quý bà con một buổi tối thật vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn sự góp mặt của Ngọc Nữ Bolero, nữ ca sĩ Tố My rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chia tay với tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Tố My thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tiếng hát cũng rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, anh đến từ chương trình Nhân tố bí ẩn của đài truyền hình Việt Nam VTV3 và người bí ẩn của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV7. Và anh đặc biệt là ca được hai giọng nam và nữ luôn. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón tiếng hát của ngôi sao ca nhạc nam ca sĩ Khánh Bình. Khánh Bình xin chào tất cả quý vị, cô chú và các anh chị và con cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Và xin chào các ban lãnh đạo và các nhà tài trợ cũng như là anh hai Mỹ, chị hai Trầm Hương và anh Thuận và tất cả các anh chị như anh Phước. nhiều lắm, rất là nhiều. Em xin kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị có một buổi tối vui và hạnh phúc và luôn bình an trong công việc. Và không quên những tràng pháo tay thật lớn thật to để thay cho tiếng pháo. Chúc mừng sức khỏe chúng ta quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ không làm mất thời gian quý vị, một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Đi Thơ, Mấy Nhịp Cầu Tre. Bài hát này là viết về một quê hương, một tình yêu quê hương, cha mẹ anh em và ai cũng có một quê hương. Xin quý vị lắng nghe một ca khúc của Hoàng Thị Thơ, Mấy Nhịp Cầu Tre. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cầu tre làng bên băng qua kinh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi sao ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Bao chiều hè vui một câu hè, để lòng ai quên hết nao niềm. Ai đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng, là chàng lặng bên ấy. Thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tình tình tan, cầu tre tăng tình tình tình. Trong làng bên nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi, ai đem tình rêu chạy khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong xanh mấy nhịp cầu duyên. Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thân tin, lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn.
Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, Mấy Nhịp Cầu Tre. Bài hát này rất là dễ thương quý vị, của Hoàng Thị Thơ. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc rất dễ thương, rất là lâu. Dạ. Cảm ơn những cành hoa thân thương, cảm ơn anh Thượng. Cảm ơn quý vị. Trong làng ra nghỉ chưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Cầu tre bao chiều hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Là chàng lặng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tình tình tan, cầu tre tan tình 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 rằng nhớ ở đây. Thương nhau mà thương nhau, cười áo cho nhau về nhà mẹ. Trong làng bên nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi, ai đem tình rêu chạy khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong xanh mấy nhịp cầu duyên. Ai đâu quên những chiều thân tin, lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, các cô chú và các anh chị một ca khúc Hoàng Thị Thơ. Bây giờ 2013-14 thì cái mình có thi trong cuộc thi là người bí ẩn và nhân tố bí ẩn, hát hai giọng, giọng nam và lẫn nữ, giọng nữ. Quý vị chắc còn nhớ 10 năm nay rồi. Bây giờ xin hát một ca khúc, quý vị thích nghe giọng nữ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại vì chương trình rất là dài nên các mình sẽ hát một giọng nữ nữa. Còn bài song ca nam nữ các mình sẽ thứ nợ quý vị nha. Một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, đó là bài hát Vùng Lá Me Bay giọng nữ ạ. Xin tặng cho quý vị. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ôm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chốt vây. Ngày đó yêu chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hải hoa bướm say. Tờ nắng đơm bông
sắc phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời, vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao, biết là người yêu đang mong, xin hiếu dừng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm xin vẫy chào, dài thương nhớ ai em cũng quên đi, thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một ca khúc của nhạc sĩ Anh Kiều Thanh, Vùng Lá Me Bay. Bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng đầy đẹp tựa như lá me bay, nên tình anh chót vây. Ngày đó yêu nhau thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hải hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về rơi sáng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời, vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao, biết là người yêu đang mong, xin hiếu dừng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau, những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá dài thương nhớ ai em cũng quên đi, thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Em cũng quên đi, thương nhớ làm gì, tình mình như lá rất nhiều. Chúc tất cả quý vị và con cô bác nhiều sức khỏe và luôn bình an cho công việc. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn vòng góp mặt của nam ca sĩ Khánh Bình. Và kính thưa quý vị, chia tay với nam ca sĩ Khánh Bình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với một ngôi sao ca nhạc. Anh rất hài hước, ca rất hay và đặc biệt rất đẹp trai. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, anh rất thành công với chuỗi series phim Web Drama Giải Cứu Tiểu Thư. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với sự góp mặt đặc biệt của ngôi sao ca nhạc nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Dạ, lần đầu tiên Hồ Việt Trung xin được gửi đến toàn thể quý vị đại biểu cùng tất cả quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều. Và bài hát đầu tiên Hồ Bình Trung xin được gửi đến cho quý vị sẽ là một ca khúc. Cho Hồ Bình Trung hỏi là ở đây quý vị có từng xem qua cái phim Giải Cứu Tiểu Thơ chưa ạ? Dạ có chưa ạ? Dạ bây giờ Hồ Bình Trung xin được gửi đến quý vị một ca khúc nằm trong phim Giải Cứu Tiểu Thơ do chính Hồ Bình Trung sáng tác để mang tựa đề
em. Bây giờ sôi động được chưa? Sôi động được chưa? Phú Ninh ơi, nhỏ quá làm lại nè. Phú Ninh ơi, đưa tay cao lên nè. Bên nào vỗ tay lớn nhất cho về chung, hồi về chung xuống bên đó trước nha. Bên nào đâu hả? Hey, cùng nhau vỗ tay nha. 1, 2, 3, go. Để xuống bên đó nhiều. Ồ, bên này sung quá. Hey. Lớn lên đâu. Anh mắt yêu thương, ta cho phút say ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu buồn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoang mang. Chỉ cần em vui với ai vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần ngờ xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Xuống bên nào đây ạ? À? Bên phải, bên trái hay là chính giữa ạ? À? Khán giả yêu thương ơi! Cảm ơn anh nhiều! Một tình trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoàn hảo. Chỉ cần em vui nói với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần ngờ xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. Dạ cảm ơn vị rất là nhiều. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ok ok, cảm ơn nhiều. Dạ. À, xin được cảm ơn quý vị. Dạ, từ trước để em nhận bông xíu nè. Dạ con cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ha. Vỗ tay lớn cho em vẫn có được không ạ? Trời ơi, lâu lâu gì đây hát sung quá. Anh chị hai ơi, bữa nay em hát nhiều bài nha. Sung sung chưa? Hả? Nam thư kêu không, hai bài. Dạ rồi. À, giờ hỗ trợ giùm chung cái. Quý vị ơi, ngồi dưới có diễn viên Nam Thư nữa, tính mời Nam Thư lên sông ca. À, bây giờ không biết là mọi người có muốn nghe Trung hát nữa không à? Nữa không ạ? À? Bây giờ muốn Trung, Trung muốn là không có khoảng cách, muốn là Hồ Bình Trung và quý vị càng thân thiết nhau hơn, là Trung muốn vừa hát và vừa bắt tay với mọi người có được không ạ? À? Bây giờ xuống bên nào trước đây ạ? À? Bên phải, bên trái hay chính giữa? Thôi bây giờ nè, Hồ Bình Trung nghe bên nào la to hơn thì Trung xuống bên đó nha. Bây giờ bình tĩnh nha. Khoan, từ từ, từ từ, từ từ. Bình tĩnh, đại gia đình bình tĩnh, từ từ. Bên phải ơi! Đủ sung chưa? Đủ sung chưa? Nghe chính giữa nè. Ăn cơm chưa? Chưa ăn hàng gì xìu quá. Chính giữa ơi! À cũng được. Bên trái mới ghê nè. Bên trái ơi! Bên nào cũng sung hết. Bây giờ Hồ Bình Trung xin được đứng vị ở đây một ca khúc được mang tên Tình Là Sợi Tơ. Cảm ơn rất nhiều. Khán giả ơi, xuống dưới chơi cho sung nha. Dạ. Dạ, cảm ơn hai.
tay đâu, tay đâu rồi ạ? Vỗ tay lên đấy các bạn. Khán giả ơi, vỗ tay lên lên nào. Hey. Ha. Yeah. Sung quá. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày âm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chủ tình đam mê. Đại dương mênh mông, tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con mộng mình trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau thì trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những mối sâu bay bèo trong đêm. Có bao nhiêu? Bây giờ con nào đó? Hả? Con này hả? Đây, cho em qua bên này trước nha. Đây này. Tay đâu rồi ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, con cảm ơn ngoại nha. Dạ. Cảm ơn quý vị. No. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày âm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Đại dương mênh mông, tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con mộng mình trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay bèo trong đêm. Cảm ơn nhiều. Bên kia nha. Bên trái của tôi đâu nào? Cảm ơn rất nhiều. Vỗ tay lớn hơn nữa. Cảm ơn quý vị nhiều à. Nào. Cảm ơn quý vị. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những nỗi sầu bay bèo trong đêm. Hết. Chào vâng, Hồ Bình Trung xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhưng mà vì bên trong còn rất nhiều tiết mục hay đang chờ đón quý vị, nên Trung xin phép gặp lại lần sau Trung hát nhiều hơn. Bây giờ nếu yêu thương Hồ Bình Trung, vỗ tay lớn cho em có được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn vòng biểu diễn rất sôi động của ngôi sao ca nhạc nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với tiết mục tiếp theo thì Hoàng Lê Nam cũng xin thông báo đến tất cả quý vị. Tối hôm nay còn có sự góp mặt rất đặc biệt của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Và Hoàng Lê Nam đã nhận thấy danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng đã có mặt tại sân khấu để chờ giờ đây phục vụ cho tất cả quý vị. Và để tiếp nối chương trình, kính thưa quý vị, phụ nữ. Khi nhắc đến phụ nữ thì chúng ta thường nghĩ đến sự dịu dàng, họ như những đóa hoa cần được nâng niu và bảo vệ. Ấy thế, vào thời phong kiến, những người phụ nữ không sanh được con lại được sự nhận được sự ruồng rẫy của gia đình chồng.
và số phận cũng như hạnh phúc của những người phụ nữ không sanh được con vào thời phong kiến sẽ đi về đâu. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với trích đoạn kinh điển của sân khấu cải lương, trích đoạn Duyên Kiếp, sáng tác Hoàng Song Việt, qua phần thể hiện của diễn viên Võ Ngọc Tân, diễn viên Gia Linh và sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Quốc Thoại Mỹ và danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Vợ ơi, bà con cô bác thấy vợ tôi đâu không vậy? Vợ tôi đẹp lắm, thấy nó đâu không? À, vợ ơi, ướt mẹp mà. Cậu, cậu làm gì cậu làm sầm hoài vậy? Vợ tao đâu rồi? Vợ cậu ngủ với chồng rồi, chụp ra đi kiếm. Mày khùng quá đi, sao cậu đánh con? Vợ nào ngủ chồng? Thì con thấy mợ ngủ với chồng mà. Trời ơi, đừng có la lớn. Con vợ đó là con vợ chàng của cậu. Còn tao tìm là tìm vợ nhỏ nhắn, xinh xắn. Vợ mà có con ve chó đeo ngay cái càm nè. Cậu đừng có nói mợ là vợ chàng, mợ nghe mợ buồn đó. Ý cậu nói người có con ve chó ở đây là con Huệ phải không? Thì đó, Huệ là vợ ta đó. Trời ơi, Huệ là người ăn kẻ ở nhà này chứ phải vợ. Người ăn kẻ ở. Vợ. Sao cậu cãi con hoài vậy? Mày cứ cãi tao á chưa nữa. Tao nói mày nghe nè. Cái người mà má tao kêu tao ngủ hàng ngày, cái người mỗi lần tao ngủ cái khiều làm tao nhột nhột nhột, không phải vợ là cái gì? Đúng không? Vợ phải không bà con? Trời ơi, vậy tính ra con cũng vợ cậu rồi. Ôi, mày làm tao sợ đó. Chứ lâu lâu cậu cũng hay qua cậu ngủ chung con, cái cậu làm con nhột nhột hoài à. Cái đó là tao xỉn, tao với mày ngủ ở chuồng heo. Bây giờ mày tìm vợ cho tao không? Thôi không có tìm được đâu. Chứ vợ tao đi đâu rồi? Cậu quên rồi hả? Hồi sớm mơ á cậu kêu hả con Huệ là về bển đi, rồi xong bà cho rồi ngoại bển. Ờ ha. Nhưng mà không được. Bây giờ mày tìm gấp cho tao liền. Đi tìm Huệ về cho tao. Không có Huệ là tao chết liền. Cậu ơi cậu đừng có khóc. Giờ nay bà đã ngủ sai đó. Mở thì vừa mới tiêu thiêu. Cậu mà dậy nãy chết còn bây giờ. Tao nhảy đẩy là nghe mày ca đó. Tại cậu ca con mới ca. Nói chứ bây giờ mà kêu cô Huệ về một cái là bà nè rồi. Thôi tao biết rồi, thôi mày khỏi nói nó đi. Không biết dạo này sao tao hay quên nè. Từ khi mà tao bị bệnh cái trận dịch vậy đó, cái tao quên quá trời luôn. Đâu phải ai một mình cậu đâu, ai cũng quên chứ. Cô mợ cũng quên nè, con cũng quên nè. Nhưng mà có một người không quên nha. Ai vậy? Là có bà đó, bà chưa bị. Má tao hay lắm, đóng cửa tụng kinh không sao bị lây được. Nhưng mà cậu đi đâu vậy? Đi đi, đi tìm Huệ cho tao nè. Nỗi cô đơn cứ lòng vắng mắt
mình đừng có lo. Hồi chiều này á, thấy má ngủ má ngái dữ lắm rồi nên tôi mới đi á. Còn con vợ chàng á thì nó ngồi trên lên kìa. Dạ thưa mợ, trước khi đi em có văn mùng trải chiếu, sao giờ này mợ chưa vào ngủ à? Trong mùng có muội, tôi ngủ không được. Ê chết, em sơ suất quá. Vậy để em vô trong, em đuổi muội rồi mời cậu mợ vào ngủ. Quậy tới đi, quậy. Mình hả? Mình đi đâu vậy? Vô bắt muội phụ quệ. Không, em muốn hỏi là từ chiều tới giờ mình đi đâu kìa. Hỏi hoài à, nó trả lời lần này nữa thôi nghe. Nói là ông ngoại vợ của tôi, ông bệnh liên miên, có mình chị Lan á chăm sóc đêm ngày. Hồi sớm này á là tôi có xin với má cho Huệ về săn sóc một tay. Bây giờ đỏ đèn á, tôi cộng Huệ về đây được không? Em thấy lúc này mình bên chồng bên kinh, lúc nào mình cũng Huệ Huệ chứ đâu có ngày gì tới em. Thì người ta đang gặp phải chuyện buồn, còn mình sinh sớm vậy à, có bệnh hoạn gì mà lo. Nhưng mà em muốn nói tới cái chuyện khác. Chuyện gì? Mình à, em muốn mình ở nhà với em nha. Mình đừng có bỏ em mình đi thâu đêm suốt sáng nữa. Nhột, không có mình ở nhà ngủ với em ngủ không có được đâu mình ơi. Nhột, đừng nhốt nhột. Em thương mình lắm, mình đừng bỏ em mình đi nữa mà. Thì tôi cũng thương mình lắm chứ bộ. Nhưng mà tại má nói á. Má nói sao? Má nói 3 năm nay từ ngày lấy mình về mình không có đẻ đá gì cho tôi hết trơn. Em sẽ đẻ cho mình. Nhưng mà mình đừng có bỏ em mình đi nữa. Mình ở nhà mình ngủ với em nha. Mình biết không? Mình đi hoài như vậy, em thao tức, em nhớ mình, em ngủ không được. Em muốn mình đừng có bỏ em. Mình thương em nha mình ơi. Em thương mình lắm, em yêu mình lắm mình ơi. Tôi cũng thương mình lắm ơi, bộ à. Em không thấy cái con muỗi nào. Dạ em đuổi muỗi hết rồi. Em mời cậu mợ vào ngủ. À đuổi muỗi rồi, vô ngủ đi. Còn mình? Tôi qua ngủ phòng Huệ. Cái gì? Trời ơi, thấy chưa, dữ chưa? Mấy người nhìn thấy dữ chưa? Con mắt kìa, con mắt nhìn trần trần tôi kìa. Thôi tôi không qua phòng Huệ ngủ luôn, không qua phòng mấy người luôn. Tôi qua phòng má. Mà má ngái lắm. Được ơi, được à. Tối nay cậu, tối nay tao ngủ với mày. Cậu? Ngủ hả? Đây đây. Ôi, mợ, này cậu ép con chứ con muốn. Lẹ lên nha, tụi heo ngủ lẹ lên. Cậu ơi. Cậu hai à. Dạ thưa mợ. Mợ ơi, mợ đừng có giận, mợ đừng có buồn nha mợ. Để thủng thẳng, em đi khuyên cậu. Rồi thế nào, cậu cũng về phòng với mợ mà. Thôi được rồi. Cứ để cho anh ấy ở bên đó đi. Tôi muốn nói chuyện với em một lát. Dạ mợ ơi, em ngồi xuống đó đi. Dạ em không có dám. Ngồi đi. Em không có dám thì ngồi đi mà. Dạ em ngồi. Nói đi. Mợ ơi, thật ra cái chuyện này em không có biết gì hết. Cái này là do cậu. Tôi biết. Trong chuyện này chúng ta không có lỗi. Cả em, cả chị, mỗi một người đều mang một nỗi niềm riêng. Số phận đã đặt để rồi, biết làm gì hơn được. Không ai giành giật của ai, mà cả hai đành phải mất. Em đánh mất một tình yêu biển hẹn non thề. Cất bước sang ngang với tâm sự
nào đây. Còn chị thì cũng mất những tháng năm dài gói chăn nồng măng vì sự có mặt của em mà chị trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Huệ ơi có vui sướng gì đâu cạnh chồng một vợ hay, sẽ ai chia kẻ cười người khóc. Sao mình không tự tìm ra lối thoát, em về với người yêu còn gì khỏi chịu kiếp ba chung chồng. Mợ, em biết là mợ thương em, mợ hiểu cho em, như vậy là em an ủi lắm rồi. Nhưng mà số phận của em nó đã trói buộc như vậy, em biết phải làm sao đây hả mợ? Huệ à, hoàn cảnh trói buộc, nếu như em một mình sức yếu, nhưng bây giờ em đã có chị rồi, chị hứa chị sẽ lo lắng cho em bằng tất cả tấm lòng thành thật của chị mà Huệ. Mợ ơi, mợ hai ơi, cuộc đời của em đã chịu quá nhiều lần đần, nên em đâu dám ước cao hay một lần chọn lựa. Nếu ngoài kia là mình mờ tâm là con người với nhau mà em, thì không ai có quyền đặt để chúng ta vào hoàn cảnh gai ngang đau khổ, mà chỉ quyết tâm tháo vui cô lòng, chỉ giữ lấy chồng mòn em tìm lại một tình yêu. Mợ ơi, mợ nói như vậy có nghĩa là mợ có cách giúp em hả mợ? Phải, chị đã có cách. Cảm ơn mợ. Mợ, bây giờ mình làm cách nào hả mợ? Quệ. Dạ. Em hãy bỏ trốn đi. Trốn? Mợ ơi. Phải. Em bỏ trốn đi. Em phải đi tìm anh thân mà nói lại tình đầu. Chị sẽ cho em thật là nhiều tiền để em và anh thân có thể tạo dựng một mái gia đình hạnh phúc. Mợ ơi, nhưng mà em còn ông ngoại của em phải không? Em đừng có lo, chị sẽ chăm sóc cho ông ngoại của em từng miếng ăn giấc ngủ, từng thang thuốc cho ông ngoại của em mà. Dạ miễn sao em ra đi giùm chị đi Huệ. Mợ ơi, nhưng mà em còn mồ mả ông bà. Em không có gì em phải bận tâm hết. Nghe chị nói nè, mồ mả của gia đình em, chị sẽ cho người cải táng về ở trong đất của ba má chị. Ở trong đó rồi, bà lớn không có làm cái gì được em đâu. Miễn sao em ra đi giùm chị đi. Mợ. Em đi khỏi cái nhà này giùm chị đi Huệ. Mợ. Chị van xin em. Mợ. Chị sẽ cho em thật là nhiều em biết, tiền. Em biết là mợ thương em đó. Nhưng mà bây giờ nếu như không có em thì bà lớn cũng vẫn sẽ... Không sao, không sao. Miễn em đi thôi. Nếu bà lớn có đem người khác về, chuyện tới đâu chị tính tới đó. Bây giờ em làm ơn em đi giùm chị mợ đi. Ơi, chị lại em nói chị đi. Hứa chị cho em mà thật nhiều tiền. Chị sẽ cho em nhiều vàng. Em có thai rồi mợ. Gì? Dạ. Cô nói gì? Dạ. Em có thai 3 tháng rồi mợ. Hồi sớm lúc mợ đi vắng, bà lớn cứ kêu bà mụ về khám cho em. Bà mụ nói em có thai 3 tháng, em sanh con trai, nên bà lớn rất là mừng. Trời ơi, ông đâu có thể nào ông đối xử với tôi như vậy được chứ. Mợ ơi. Không. Không. Cô nói láo. Mợ ơi. Cho em dừng lại. Cô nói láo phải không? Em nói thiệt mà mợ. Cô nói láo. Không. Cô nói láo.
em, tại sao cô lại có thai? Nhưng mà em, tại sao cô lại có thai? Nhưng mà em cầm miệng lại. Có. Trong khi tôi hết sức là thương cô, tôi dẹp bỏ hết tất cả hờn ghen để mà tôi không hành hạ cô. Tôi còn tính là cho cô thật là nhiều tiền và vàng để cô đi tìm tình nhân của cô mà tạo dựng gia đình hạnh phúc. Sao bây giờ cô nói nới với tôi là cô có thai? Tại sao cô lại có thai vậy mẹ? Tại sao cô có thai? Dạ. Tại sao? Cho mẹ lại. Cô muốn ở lại đây. Cô giành giật của tôi. Cô giành giật hạnh phúc của tôi. Em không có mà. Cô chiếm đoạt hạnh phúc của tôi. Cô chiếm đoạt địa vị của tôi, có phải không? Tại sao vậy? Huệ ơi, tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy không Huệ? Tại sao? Mà làm sầm trời đất vậy? Huệ lên rồi. Sao đậm vậy vậy? Huệ ơi, Huệ. Trời ơi, máu chảy rồi nè, được ơi, kêu má tao được ơi. Bà ơi, chảy máu rồi nè. Bà. Cái gì vậy bay? Trời ơi, lẹ lên. Mới tụng kinh xong mới vừa ngủ chút xíu. Mô Phật à. Bà máu. Mới tụng kinh xong mới vừa ngủ. Làm gì lăn lóc đây? Bà đổ máu rồi kìa. Cái gì đây? Trời ơi, sao máu không vậy? Ai biết? Đưa nó đi thầy đi. Đi, ẩm đi. Ẩm nó đi thầy đi. Trời ơi, nhanh đi. Bà ơi, chết cháu nội tôi rồi, trời ơi. Má. Sao mày chửi tao? Nó má xử con quỷ kia kìa, nó xô đó. Mày đi, nhanh đi, đi theo nó đi. Trời ơi, cháu nội của tao. Kêu cái xe bò đi cho nhanh. Trời ơi, là cháu nội của tôi, trời. Tại sao mợ lại ác độc với gia đình tôi như vậy hả mợ hai? Gia đình tôi có lỗi gì với dòng họ mợ hả mợ hai? Đứng lên! Tại sao mợ lại nỡ giết cháu nội của tôi vậy hả mợ hai? Tại sao tao nuôi con gà nó đẻ, tao nuôi con chó nó đẻ, tao nuôi con bò nó đẻ, mà tại sao tao nuôi con dâu nó không đẻ? Mày là con giết người, mày là con ác phụ. Tao sẽ cho bà con ở đây biết mày là con giết người, nó là con giết người, nó là con ác phụ, nó là con giết người, nó là con ác phụ đó, ác phụ giết người. Mày đâu có dễ chết như vậy được, mày phải đền cho tao đứa cháu nội. Đứng lại. Này, mày đã từng lãi rồi. Mày đã từng lãi khi mày về mày làm dâu nhà này. Tại sao bây giờ nhà này có một đứa cháu mà mày cũng giết nó? Hả? Mày chết đi. Cháu nội của tôi, trời ơi. Là cháu nội tôi, trời ơi.
là tôi là một kẻ vô lương tâm. Tôi là một con phụ và bàn tay tôi vừa mới giết một bào thai đang tưởng hình trong bụng mẹ sao? Không phải tôi. Mà chính các người đã nhân danh cái lời nói gia phong khắc nghiệt, các người đã xô đẩy tôi, đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục khổ đau hờn ghen giằng xé. Tôi căm giận các người. Cháy nhà rồi. Cháy đi bà ơi. Một tràng pháo tay thật lớn cho diễn viên Võ Ngọc Tân, diễn viên Gia Linh, nghệ sĩ ưu tú Hồ Quốc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vừa có mặt trong trích đoạn Duyên Kiếp. Một tràng pháo tay thật lớn nữa kính thưa quý vị. Chào đây vô luôn. Dạ xin cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, thật sự là mỗi lần mà Linh diễn với Mỹ, thấy Mỹ giống vậy á, đau lắm. Nhưng mà cô này cổ có một cái là khi cổ lên sân khấu là cổ cháy hết mình. Hồi nãy cô còn dặn là khi anh hất em xuống xong anh phải đạp em một cái nữa mới được. Đó, cái đó là yêu cầu chứ không phải em ót nha. Và kính thưa quý vị, đây để cho chúng ta thấy rằng trước đây, cái thời phong kiến, người phụ nữ luôn bị sự chèn ép và sống theo cái lề lối phong kiến, lễ giáo gia phong, thì khi cô này không có con thì bị gia đình bên chồng hành hạ như thế. Nhưng mà bây giờ phụ nữ được pháp luật bảo trợ, bảo hộ, cho nên là cái vấn đề bạo lực trong gia đình nó không còn như xưa nữa. Và hy vọng rằng qua cái vở này, những bà mẹ, mẹ chồng phải thương con dâu mình nhiều hơn và yêu thương người phụ nữ nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem cái tuần này ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã góp mặt trong trích đoạn Duyên Kiếp vừa rồi. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, khi quý vị và xem trích đoạn vừa rồi thì quý vị có thể thấy là sự hy sinh của các nghệ sĩ khi cháy hết mình trên sân khấu để cống hiến cho tất cả quý vị khán giả những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất để làm hài lòng tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã làm vơi đi những nỗi đau thân xác của các nghệ sĩ khi mà biểu diễn trên đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, Hoàng Linh Nam xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị một giọng ca vàng. Và vào năm 1987, khi giọng ca này xuất hiện lần đầu tiên, đã trở thành một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam. Và sau 35 năm, giọng hát ấy vẫn còn cháy mãi và không bao giờ phai trong lòng của khán giả yêu âm nhạc. Và anh cũng là một người con của núi Thành, Tam Hải, Quảng Nam, một người con đại hiếu. Xin quý vị cùng đến với sự góp mặt đặc biệt của danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi, nghĩa tình mấy chục năm trời Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên. Ngọc Sơn xin kính chào quý vị, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Hãy lắng nghe
khúc nhạc bừng lên hồ ra gần cây chân vui bước mê say tôi cùng tim cùng si nồng cháy nhớ nhé em đêm nay từng bài kể bài năm say cho câu hát xa bay cho niềm tin chào dâng ngày mai nhìn con trăng khuya treo lặng lơ ánh mắt em dành cho mộng mơ và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi Phú Ninh hơi nào cùng vui lên em thắp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm nay mình phải buồn trao ngất ngơ em ơi khúc ca nồng say tuyệt vời wow Phú Ninh của ta tuyệt vời Ngọc Sơn cảm động lắm. Và về Quảng Nam, ngay gần sát quê Ngọc Sơn, đó là Tam Hải, thì Ngọc Sơn muốn kể cho đại gia đình nghe câu chuyện này. Khi mà năm 15 tuổi, khi Ngọc Sơn trở về quê lại, Ngọc Sơn là cháu đích tôn của dòng họ Phạm, thì có một đoàn hát rất là nổi tiếng của ông Hoàng Biếu. Đoàn Hoàng Biếu là ai cũng biết hết trơn á. Thì gồm có những là như ông làm ông bầu của Hùng Cường, Mai Lệ Quyền, Duy Khánh, Nhật Cường, Chế Linh, rồi rất là nhiều. Cải Lương thì Thanh Sang, Thanh Nga, ai cũng biết. Và khi đoàn đã hát ở Tam Quan, Ngọc Sơn 15 tuổi khi về quê thăm lúc mà nghỉ hè là xin đi, xin ông hát mặc đồ trắng đó, chèo xuồng từ Tam Hải qua đến Tam Quan. Thì ông nhìn, ông nói là mày hát được không? Cái Ngọc Sơn nói dạ con hát được. Ông thương quá, cái ngày cuối rồi, ông cho lên đại khi mà ca sĩ hát hết rồi, với tới Ngọc Sơn lên. Thì Ngọc Sơn lên hát,
mặt rần 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 hết, bà con yêu mến đến nỗi mà ổng hôm sau ổng phải đến tận nơi nhà chú Ngọc Sơn, nhà ông nội Ngọc Sơn ở nhà ông nội, thì xin kêu xin chú Ngọc Sơn cho Ngọc Sơn đi hát. Cả nhà muốn nghe lại bài này không? Vỗ tay lên đi. Không biết cái bài kia mà hát kiểu gì mà ông bầu nổi tiếng mà ông mời cậu bé 15 tuổi đi hát. Thì bây giờ Ngọc Sơn diễn lại cái tuần này, cả nhà xem như không biết Ngọc Sơn là ai. Ngọc Sơn là 15 tuổi, coi như là mới chân ướt chân ráo bước ra chào đại gia đình. Cả nhà đều là những ông bầu, bà bầu ngồi đây. Nếu chấm cho Ngọc Sơn thấy hay chấm thì Ngọc Sơn sẽ hát tới sáng. Đó là nghe Ngọc Sơn diễn lại cái tuần này nha. Bắt đầu coi như không biết Ngọc Sơn là ai nha. Trong sân khấu đi ra. Ngọc Sơn xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Sau đây con xin gửi đến bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn, Giữa Mạc Tư Khoa, nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh ơi, câu hò xứ sở thắm đượm tình. Trầm lặng mà nghe câu dặn răng hết dần rồi thương ơi, câu hò quê hương em hát chiều đi răng mà thương mà nhớ. Tình đất nước gợi nên hình của bác lúc tìm về Lenin. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở, điệu ví dọc quê mình rằng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê điệu hò theo chân bước, chiều đi nghe mạc ơ mà bồi hồi có. Nhau cho tròn rằng qua hoạn nạn mình mới hiểu lòng nhau ơi, câu hò hôm nào em hát chiều đi đang mà yêu mà quý. Hát nữa đi ơi em, cho vòng mãi đất trời trong nước, lưu luyến tình đất nước nặng nghĩa tình sau trước hơi mẹ vàng năm châu. Ngày xưa người ra đi vì đó giờ tìm gặp một phương trời con đường đến nó ấm.
theo chân bạn còn lắm bao câu hỏi. Cho thầm tình nửa ngỡ, buồn hay bóp hay sao, bài gì? Vâng, nếu mà nghe xong cái bài này không về quê cho mà không thể không hát cái bài đi. Cái bài này Ngọc Sơn năm 7 tuổi thì sau khi đàn anh Ngọc Sơn từ 3 đi tập kết mà 75 thì về đây ở quê cha, đêm đêm gió lạnh lắm, ngay cái bạc biển mà cha cởi cái áo bằng tô, cái áo bằng tô đó toàn cho Ngọc Sơn, mà lúc Ngọc Sơn khóc suốt đêm, Ngọc Sơn không bao giờ kể chuyện này với cha. Nhưng mà Ngọc Sơn thương cha lắm, từ đó Ngọc Sơn đã sáng tác một bài hát xin gửi đến đại gia đình, bài hát của quê hương mình, sáng tác từ quê hương mình, bài hát Tình Cha. Con được lớn khôn.
khẽ nói: Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Mầm đã thì xem chớ nên cả đồ vì say mê quá có ngày trắng tay. Bạc phai cả đôi nát tan cửa đài. Tinh thần thể thao cho vui chớ đừng đo đếm con ơi. Con nguyện đi sâu trong tim xin hứa. Nữa không cả nhà ơi, đại gia đình ơi, yêu thì có nhiều ca sĩ Ngọc Sơn biết dân xứ Quảng mình là coi như là rất là thơ vang và rất là nồng nàn. Bây giờ Ngọc Sơn hát một mình, Ngọc Sơn cháy một mình sẽ rất buồn. Bây giờ tất cả cả nhà mình chúng ta cùng cháy lên cho xong được không đại gia đình ơi? Bây giờ Ngọc Sơn thử nha. Có một cái bộ phim đã có điện thoại cho Ngọc Sơn và xin được sử dụng ca khúc này trong bài hát trong bộ phim, đó là bộ phim Dòng Nước Xanh của Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Đó, khi về đến Việt Nam thì người ta nghe bài này, cả nhà thử xem cả nhà biết hay không nha. Rằng anh yêu em. Hay vậy ta, toàn ca sĩ không ta. Hát lớn nữa tôi tuyển một thằng một thần tượng bolero luôn. Yêu ngay phút ban đầu. Quá hay, sung lên sung lên. Mặc dù rất là bận biểu công việc cho nghe em trai tử trong ban tổ chức nói một tiếng về Quảng Nam là Ngọc Sơn gạt hết lên mọi việc để gặp đại diện ta vui lên. Cảm ơn ban tổ chức và rất nhiều nhà tài trợ rất tuyệt vời. Người yêu em như ngài ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đặc xinh, những thần tiên bên em là biết ngay chào dân trong lòng anh đang thêm tình say. Yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa vô nhạc tình. Mình vui đêm này và chào nhau cùng đắm say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yêu ngày phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em chờ. Này Phú Linh ơi, yêu em nhất trên đời là những người rất tuyệt vời. Người yêu em như ngà đánh xa không từng lên trong màn đêm
lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng nhất ngây, chào dân trong lòng anh đam mê cùng say. Nhưng yêu nhau đi, vai yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say xưa cuộc nhạc tình. Vui đêm nay và chào nhau tình đắm say. Này Quảng Nam ơi, ngọc thức rằng anh yêu em, yêu ngày phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Lời vui hát lớn nha. Rằng anh yêu em, yêu ngày phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này Quảng Nam ơi, yêu em nhất trên đời. Còn những người rất tuyệt vời trong trái tim anh. Rằng anh yêu em theo mùa yêu. Được không cả nhà yêu ơi? Vâng, chúng ta phải làm xôm hơn nữa. Xôm hơn nữa, càng xôm càng tốt. Và từ đất Phú Ninh yêu dấu gửi lời chúc yêu thương đến với đại gia đình đang xem livestream trực tiếp và gửi lời yêu thương nhất trên toàn thế giới. Cả nhà ơi, vỗ tay lên vì Phú Ninh mình là năm. Và bây giờ hát bài gì ta? Nhiều bài quá, hàng trăm bài nổi tiếng. Thôi giờ sau đây là một sáng tác mới nhất của Ngọc Sơn, dành tặng cho SEA Games một chiến thắng vẻ vang và tặng cho đất Quảng yêu thương của mình, bài hát Đường Đến Vinh Quang. Thật sự là Ngọc Sơn là giống như một chiếc xe 400 phân khối. Vâng, tổ chức cho chạy chưa tới 50 phân khối. Bây giờ người nó sung quá. Cả nhà ơi, vui lên, vui lên, vui lên ơi. Thank you.
đây cô chú thiên liền, kề sát vai nhau, nhạc quốc ca trang nghiêm, niềm tin vào khát khao, đường đến vinh quang còn lắm gian nan, quá mong lần nhảy chuông, nhịp chân xe xưa vừa thang. Việt Nam quyết giành chiến thắng về ba, Việt Nam bạn ơi, không gì ngăn cản được ta, quyết thắng. Việt Nam quyết giành chiến thắng về ba, Việt Nam Quảng Nam, không gì ngăn cản được ta, quyết thắng. Xin chào tạm biệt, thương quá đi là thương đêm quá đi. Xin cảm ơn tất cả, xin chào. Dạ vâng, xin cảm ơn tiếng hát của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, phần biểu diễn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt Nghĩa Tình Quê Hương. Chương trình do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh phối hợp cùng Hội đồng Hương tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn cải lương tù cổ Huỳnh Long thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo địa phương, xin cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà tài trợ và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một mùa vu lan an lành hạnh phúc bên những người thân yêu. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.